một chiếc máy bay đi theo lộ trình tới New York. Khi này cô tiếp viên hàng không nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, nghe nói khoang khách có vấn đề. Người đàn ông dường như rất hoảng sợ, người xung quanh nhắc nhẹ có vẻ có sinh vật sống liên tục đâm vào cửa khoang. Cô tiếp viên mở cửa khoang kiểm tra, ủa thấy gì đâu ta? Ngay khi cô rời đi thì có thứ gì đó bên dưới tấn công, nó như thế muốn chui ra ngoài. Trong khi đó, tháp kiểm soát phát hiện chiếc máy bay hạ cánh, vị trí là sân bay bỏ hoang, còn không liên lạc được mới cay. Toàn bộ thân máy bay lạnh buốt như băng, chỉ duy nhất một cửa sổ mở toang, nó phát ra ánh sáng xanh nhạt bên trong. Nhân viên nhận ra điều nguy hiểm, họ lập tức triệu tập cơ quan an ninh CDC. Johnson, trưởng ban tháp canh sân bay, dặn dò với nhân viên, tuyệt đối không được thông báo sự việc này đến bất kỳ ai, tình hình chiếc máy bay có vẻ tệ, nguy cơ không còn ai sống sót. Ifeanyi Jaehim là người phụ trách CDC, bởi công việc thường xuyên bên ngoài nên anh không có thời gian bên gia đình, anh cảm thấy có lỗi với vợ và con. Vợ anh tên Kelly, thiếu thốn tình cảm nên có chết tinh, cô đòi ly hôn chỉ vì muốn cho dách con trai hai người một gia đình trọn vẹn. Ifeanyi Jaehim vừa đặt mông xuống ghế thì nhận cuộc gọi khẩn cấp, đồng nghiệp Nora nói vì lợi ích lớn phải hy sinh lợi ích nhỏ. Dưới sự đón tiếp của Jim, bạn thân giám đốc sân bay, Ifeanyi Jaehim hiểu được chiếc máy bay đỗ ở đó. Bên trong có 210 người bao gồm cả cơ trưởng, không hề có động tĩnh trong vòng canh giờ. Ban điều tra sử dụng máy dò âm thanh, nó cũng cho thấy kết quả tương tự. Duy nhất chỉ có tiếng kim loại. Ifeanyi Jaehim cảm thấy tình hình có thể không khả quan cho lắm. Sau đó anh mặc bộ đồ bảo hộ cấp P4 và xâm nhập bên trong máy bay. Cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ lạ, cả hành khách như đang ngủ, ngồi yên lặng trên ghế. Máy đo không khí cho thấy trong cabin có nồng độ ammonia cao, điều này dường như không hợp lý. Dưới tia cực tím, họ thấy vết nhầy dính khắp nơi, có vẻ là chất lỏng do sinh vật nào đó tiết ra. Đã vậy trên cổ họ có vết cắt chính xác tới từng chi tiết. Lúc này Noro phát hiện cửa buồng lái tự động mở ra, Jim bảo cô rời khỏi buồng lái ngay, nhưng cô vẫn bước vào. Noro nhìn cơ trưởng, ôi má ơi, giật thót tim. Ông ta sau khi tỉnh kéo theo ba hành khách khác cũng tỉnh dậy. CDC lập tức cách ly những người này, số hành khách còn lại đều đã đoàn tụ ông bà. Những người bị cách ly, ngoài làn da nhợt nhạt thì không có gì bất thường. Lúc này Jim nói với Ifeanyi Jaehim, họ tìm thấy một thứ kỳ lạ ở khoang hàng, một cỗ quan tài nặng 227 kg, bề mặt khắc họa hình thần chết, điều không tưởng là bên trong quan tài chất đầy đất. Còn điều nữa gây khó hiểu, có một chốt khóa ngược, chẳng có lý do gì để ai đó đặt khóa trong quan tài cả. Để tìm hiểu chi tiết về quan tài, Johnson gọi điện hỏi han, tuy nhiên đầu dây bên kia văng vẳng âm thanh kỳ lạ. Khi anh hỏi đồng nghiệp bên cạnh, đồng nghiệp nói không hề có tiếng nào cả. Tò mò nên Johnson đi theo hướng giọng nói, anh thấy một sinh vật kỳ lạ nằm dưới đất. Hù, con sinh vật lao về phía anh, nó nhe nanh độc sau đó cắm vào cổ anh, tham lam hút sạch hồng cầu trong mạch máu. Chỉ trong chớp mắt Johnson trở thành cái xác khô, sinh vật kia đánh chén no nê xong cũng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó tại một tiệm cầm đồ, một ông lão đã 94 tuổi đang tìm mua đồ dùng thiết yếu. Những sinh vật độc ác đó chỉ bị khắc chế bởi vũ khí bạc. Tin tức trên TV ở phía sau cho ông biết nó đang trở lại. Abraham bước xuống tầng hầm. Ông cầm thanh kiếm bạc đã lâu chưa dùng. Nhìn hũ thủy tinh chứa quả tim. Nó của vợ ông ấy, đây là yêu tới từng tế bào nè. Ngày xưa chính những sinh vật độc ác ấy diệt vợ ông. Ông là người may mắn sống sót. Lần này sẽ không ai cản trở quyết tâm trả thù của ông được nữa. Abraham cầm thanh kiếm bạc đến sân bay. Nhờ sự nhạy bén, ông tìm thấy giám đốc sân bay Jim. Cùng lúc đó, Ifeanyi Jaehim đang phải đối mặt với các phóng viên. Thay vì che giấu đi sự thật về chiếc máy bay, Ifeanyi Jaehim đã kể lại toàn bộ sự thật. Từ đâu một người đàn ông lao tới tát Ifeanyi Jaehim, cha mẹ nào mà chẳng sót con, his daughter thiệt mạng trên máy bay. Ifeanyi Jaehim nhìn người cha mà lòng nặng trĩu, anh cam kết sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng sau 48 giờ. Phía phòng pháp y của CDC, John như thường lệ kiểm tra báo cáo thì phát hiện trong cơ thể những xác chết chảy máu trắng, hệ tiêu hóa của họ hoàn toàn khác người, đã phát triển thành hệ cơ quan hoàn toàn mới. Mặt khác, Thomas tìm đến tên côn đồ tên Gas, hắn yêu cầu Gas lấy xe tải ở sân bay. Theo lộ trình đã định phải về Manhattan trước bình minh, nếu gặp chướng ngại vật chỉ cần lấy thẻ đen ra quyền lực này ra, có thể dễ dàng thông quan. Tất nhiên sẽ trả thù lao hậu hĩnh, đó là mẹ cậu được cư trú, và hồ sơ tội phạm của anh trai xóa sạch. Đối với phần thưởng hấp dẫn, Gas đồng ý ngay. Lúc này Jim đưa Abraham tới gặp Ifeanyi Jaehim. Ông nói Ifeanyi Jaehim cách duy nhất ngăn chặn thảm họa là chặt đầu tất cả hành khách và thiêu hủy toàn bộ xác chết. Nhưng Ifeanyi Jaehim không tin Abraham, anh nghĩ ông già rồi nên lẩm cẩm thế nên đuổi ông ấy đi. Trong lúc giằng co, Abraham hét lớn, nếu anh nắm quan tài là nắm chúng, chưa quá muộn đâu, phá hủy quan tài đi, đừng để quan tài vượt qua cầu. Nora thấy việc Abraham biết về quan tài, cô cũng không thể nào hiểu được. Sau đó họ kiểm tra cabin, tìm thấy ấu trùng trắng liên tục bò trong đất, điều này nhắc họ về đất trong quan tài. Nhưng khi chạy vội vàng vào khoang hàng, chiếc quan tài 227 kg đã biến mất.
Qua camera giám sát vào 7 phút trước, một bóng mờ mịt nhanh chóng nhấc quan tài đi. Họ không thể hiểu ai có thể nhấc cái quan tài nặng nề như thế, đã thế còn bay thoáng trong chớp mắt. Nora nhớ tới lời cảnh báo của Abraham, tuyệt đối không để quan tài qua cầu, nếu không tình hình sẽ rất phức tạp. Abraham vội gọi cho Jim, cấm mọi phương tiện đáng ngờ rời sân bay. Trong khi đó, Gus đến điểm hẹn. Chiếc xe tải trước mắt có thùng lớn phía sau, nhưng hắn không để ý nhiều mà lái thẳng tới chốt kiểm soát. Lính gác kiểm tra như thường lệ, có điều con chó đặc vụ liên tục sủa inh ỏi không rõ. Gus hơi căng thẳng vì anh từng có tiền án, nếu bị bắt là toang hành trình đổi đời. Anh thẻ đen ra, tuy nhiên lính canh vẫn yêu cầu anh xuống xe. Nay trùng hợp là ngày Jim tuần tra, anh tiến lại nơi lính canh và Gus. Chốt cổng đưa thẻ đen cho Jim, anh hiểu ra và yêu cầu Gus nhắn lại cho kẻ cần giao dịch, đây là lần cuối anh làm việc cho họ. Sau đó Jim cho phép xe đi qua. Phía phòng khám pháp y, John tiến hành nghiên cứu trái tim nguyên mẫu, nó như còn sống đột nhiên hoạt động. Quá tò mò, John cầm lên quan sát, trên bề mặt có thể thấy vô số ấu trùng trắng. Trong cơn hoảng loạn và ngạc nhiên, John vô tình để con chui vào lòng bàn tay, anh tái mép dùng kẹp gấp nó ra. Hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, những hành khách đã chợt tỉnh dậy cách thần kỳ, thấy con mồi béo bở trước mắt, họ gầm gừ bo vây John. Một bên khác Thomas gặp ông Palmer, họ nhìn xuống thành phố náo nhiệt, âm mưu tinh vi này, đạo quân Strigoi sắp trỗi dậy. Chuyển cảnh tới người bố mất con gái, anh than khóc khi con nhỏ ra đi quá sớm. Bỗng nhiên anh nghe thấy nghe gọi, bố ơi, con lạnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt là cô con gái được cho rằng tử vong trở lại khiến ông vui không tả. Người bố không kiềm được lao tới ôm chầm lấy cô bé. Khi quan tài được chở qua cầu, Gus lái xe tải đến điểm hẹn, nhưng không thấy ai đến đón. Anh tò mò chuẩn bị mở nắp quan tài, định xem bên trong là cái gì. Đúng lúc này bên trong phát ra tiếng động mạnh, quan tài rung lắc dữ dội và văng ra xa hàng chục mét. Ify ẩn dai him tìm thấy thi thể người dưới kho, nhìn cái đầu bị nổ tung khiến Jim nôn ngay tại chỗ. Tiếp đó họ tìm thấy một lượng lớn chất nhầy do sinh vật nào đó để lại. Ify ẩn dai him nhận được thông báo để tránh hoảng loạn, ảnh hưởng đến uy tín nên chính phủ cho phép cơ trưởng và hành khách được thả về nhà. Kết luận điều tra là do động cơ bị hỏng dẫn tới ngộ độc khí CO2 và anh bị đình chỉ công tác. Không được tham gia điều tra, Ify ẩn dai him quyết tâm tìm ra sự thật. Lúc này Ify ẩn dai him tìm đến cơ trưởng để hỏi thêm thông tin. Với tư cách là cơ trưởng, ông cũng chịu trách nhiệm về 206 hành khách thiệt mạng, quyết tâm hợp tác với Ify ẩn dai him và tìm ra sự thật. Thấy cơ trưởng da nhợt nhạt nên Ify ẩn dai him đưa ông vào bệnh viện. Dưới tia cực tím, họ xác nhận ông ấy có vài con run sán. Ify ẩn dai him cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh điện cho John phòng pháp y nhưng không ai nghe. Trên đường tới gặp John, Ify ẩn dai him nhận được cuộc gọi từ người đàn ông đã bồi cho mình cái vuốt má. Gã nói con gái mình đã về và cảm ơn Ify ẩn dai him. Điều này gây thêm sự hoang mang cho Ify ẩn dai him, lo sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến phòng pháp y, họ phát hiện các túi vải đựng thi thể đều bị xé toạc, những thi thể cũng biến mất. Người cha vừa gọi điện cho Ify ẩn dai him còn rất hớn hở, ấy vậy hiện tại chết trong bồn tắm. Khi này Jim đến tòa nhà của ông Palmer, anh tới hỏi rõ chuyện nhưng người đón tiếp anh lại là Thomas. Jim không muốn tiếp tục hợp tác, nhưng Thomas đưa ra điều kiện hấp dẫn, suất chữa trị ung thư cho vợ anh. Vì chữa bệnh cho vợ nên Jim đành nhượng bộ. Ify ẩn dai him quay lại bệnh viện thì cơ trưởng đã mất tích, bệnh nhân nguy kịch như vậy khó có thể rời đi. Jim vừa gặp Thomas về thì đi thăm cơ trưởng, anh tìm dấu hiệu thì thấy cơ trưởng đang cầm túi máu hút cuồng nhiệt dưới tầng hầm. Jim vội gọi báo cho Ify ẩn dai him. Ify ẩn dai him chạy đến đã thấy cảnh tượng khó tin, cơ trưởng khoe mẽ cái lưỡi dài hơn 2 mét. Dưới sự hợp tác của cả ba, Ify ẩn dai him cầm bình chữa cháy khống chế cơ trưởng, sau đó để Nora tiến hành giải phẫu. Cô phát hiện nội tạng nạn nhân bị teo nhỏ cách khó tin, tạo thành hệ tiêu hóa hoàn toàn mới. Hơn nữa kéo ra từ miệng cơ trưởng là cái lưỡi dài gần 3 mét. Nhìn cảnh kinh tởm đó, tâm lý Jim cuối cùng bị sụp đổ, ông thú nhận sự thật với Ify ẩn dai him. Chính ông cho phép quan tài đi qua, làm như vậy thì vợ ông mới có tiền chữa bệnh ung thư, mà người chu cấp khoản đó là Palmer. Ify ẩn dai him tức giận đấm Jim một cú, mọi phẫn uất tỏ rõ trên cơ mặt. Ify ẩn dai him về nhà lại thấy người đàn ông cặp kè với vợ, sai rách làm này làm kia y như con ruột, thật là cảm giác khó tả. Điều khiến anh tuyệt vọng hơn là phiên tòa hôm sau, con trai Jack vẫn chọn mẹ. Nhưng vì sự an toàn của mọi người, anh quyết định hy sinh bản thân. Lúc này anh và Nora tới nhà người cha gọi điện, trong căn phòng tối om, họ thấy cô bé đã biến đổi. May là Abraham xuất hiện kịp lúc, dùng kiếm chém đầu người biến đổi. Hóa ra Abraham tìm được danh sách hành khách, tiếp theo là tìm từng hành khách trong danh sách. Chém đầu tất cả không chừa một ai, nhằm ngăn chặn lại đại dịch sắp bùng phát. Nora không chịu nổi cách làm của ông, cô quyết định rời đi, tin tưởng sẽ còn cách khác tích cực hơn. Lúc này trong tòa nhà Palmer, Thomas và ông Palmer, team hacker hàng đầu là Dutch. Ông hy vọng cô ta có thể trong vài ngày tới, phá hoại toàn bộ mạng của thành phố.
Dutch không biết ý định độc ác của họ và hoàn toàn đồng ý. Ngay hôm đó có hiện tượng nhật thực hiếm thấy, người biến đổi ẩn nấp trong bóng tối sẽ được tung hoành dưới bóng đêm. Anzo là một trong số hành khách sống sót. Sáng hôm đó, khi đánh răng, anh đột nhiên thấy mắt đỏ lạ, răng chảy máu, đau đầu dữ dội, thỉnh thoảng lại ù tai kinh khủng. Lạ lẫm hơn, con chó hiền lành thường ngày hễ thấy anh lại gầm gừ cách thiếu tự chủ. Ngay lúc đó đầu anh vang lên một giọng nói, củng cố ham muốn càng lớn trong anh. Anzo tiến đến tủ lạnh, anh nhìn thịt bò đỏ au chảy ra máu tươi, ham muốn hút máu ngày càng mạnh liệt. Chần chừ một lúc đủ rồi, Anzo nhấm nháp miếng thịt bò đó. Cảnh này vừa hay được vợ nhìn thấy, Anzo giật bắn mình, hiểu tầm quan trọng lớn lao thế nào. Anzo thép úc vợ mau rời đi ban đêm, anh biết rõ mình sắp biến đổi. Chưa tới ngày hôm sau Mary quay lại, cô thấy cún cưng chớt điếng, bên cạnh đó là Anzo tự mình xích vào kho, anh cố kiềm chế ham muốn, sao cho vợ cách xa mình càng tốt. Lúc này hàng xóm tới tìm Mary, anh ta chửi bới nhắc nhở tiếng ồn đêm qua nhà Mary. Cô khó chịu khi hàng xóm thiếu thân thiện, sử dụng mỹ nhân kế dụ anh ta vào nhà kho, ở lại mạnh khỏe. Cuối cùng ông hàng xóm trở thành bữa ăn của Anzo. Mặt khác Bolivar cũng có triệu chứng tương tự, điều tệ hại hơn là bộ phận nam tính của anh bị rụng trong lúc đi vệ sinh. Bác sĩ đến trị bệnh cũng bị Bolivar Strigoi đè xuống hút sạch máu. Lúc này nhân vật chính khác của chúng ta, người diệt chuột Vasily của thành phố. Sau khi hoàn thành công việc, anh kinh ngạc phát hiện chuột bò ra từ cống nước rất nhiều. Vì vậy anh quyết định kiểm tra tình hình cống. Trong cống tối tăm xuất hiện rất nhiều người biến dạng, họ vồ vập lao vào tấn công anh. Rất nhiều người biến dạng lao vào tấn công anh. Vasily vội chạy ra ngoài, anh cũng phát hiện điểm yếu của chúng. Loài này sẽ bị thiêu rụi khi xuất hiện trước ánh sáng mặt trời. Anh quay qua phía Abraham, nói với Ify ẩn giai hình đây là âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ, thủ phạm là tổ tiên ma cà rồng huyết tổ. Lý do thả 4 hành khách đi là để đánh lạc hướng tất cả, khiến truyền thông bỏ qua 206 thi thể, để chúng có thời gian trở về nhà lây lan dịch bệnh. Ngày hôm sau theo danh sách, họ tới nhà Anzo thì thấy Mary đã tự kết thúc sự sống. Lúc này tiếng động phát ra từ kho khiến Abraham chú ý tới, họ rút súng bắn đinh ra tự vệ, rồi dần tiến đến mở cửa kho. Thấy Anzo và hàng xóm đã biến đổi, Abraham tiến đến hạ hai người họ, rồi đốt cháy cả kho. Tất cả được Ify ẩn giai him quay lại trên điện thoại, sau đó anh đưa clip quay được cho cấp trên xem, trình bày cấp độ nghiêm trọng của vấn đề. Jim bên cạnh nói nhỏ với Ify ẩn giai him rằng, lãnh đạo đã nắm được video anh giải quyết cơ trưởng, may mắn có sự giúp đỡ của Jim nên anh mới thoát khỏi tòa án. Tuy nhiên giờ nhật thực sắp đến, thảm kịch đang chờ trước mắt. Cánh cửa từ từ mở ra, một con quỷ hói đầu mất mũi, hắn nhìn con mồi đang bị trói. Gã quay bánh răng, tiếng ủi ủi khiến tâm lý con mồi bị phá vỡ. Người đàn ông liên tục van xin, tuy nhiên cũng vô ích, nó là quỷ mà, còn hung tàn hơn cầm thú. Sự trở lại của nó sẽ giúp những con quỷ ẩn, trong bóng tối có thêm động lực thống trị, con người sẽ trở thành con mồi. Ify ẩn giai him thoát khỏi tòa nhà với sự giúp đỡ của Jim, trở thành mục tiêu truy nã của FBI. Nhân lúc FBI rời đi, Ify ẩn giai him xông vào nhà bảo vợ con rời đi ngay. Mắt bổ mới của Kelly đã báo với FBI, khiến anh mau chóng bị áp giải. Mặt khác Thomas lại sai người tìm Gas, ép anh làm việc khác. Tuy nhiên Gas không còn chịu khuất phục, hắn đấm thẳng vào mặt Thomas. Kinh ngạc khi thấy da gã màu xanh, tiếp tục đấm mạnh vào bụng hắn nhưng Thomas vẫn bất động, chỉ cần đẩy nhẹ đã khiến Gas bay ra xa ngã nhào xuống đất. Felix cũng bị khống chế, Gas đành miễn cưỡng làm theo. Trong đồn cảnh sát, Ify ẩn giai him nói anh không diệt cơ trường, ông ấy tự dưng biến đổi và cách khống chế bây giờ là chiếu tia cực tím vào chúng. Cơ mà cảnh sát không tin, thế là Ify ẩn giai him đề nghị đưa họ đi tìm thi thể cơ trưởng, để chứng minh. Điều họ không ngờ là lúc này Gas đang giúp Jim xử lý thi thể. Trong quá trình đó, Vasily tò mò mở túi đựng thi thể ra, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một cái lưỡi dài rơi xuống nền đất, rõ ràng đây không phải người. Để tránh rắc rối, Ify ẩn giai him và Jim cùng nhau ném xác xuống sông. Bên này Vasily đang phát họa lại đám người biến đổi, sau đó cảnh báo đồng nghiệp hãy rời khỏi thành phố ngay, nhưng họ coi thường lời anh. Vasily quay lại văn phòng, khó hiểu khi phòng trống không. Đột nhiên có tiếng động từ kho khiến anh chú ý. Sau khi tiến vào thăm dò tình hình, sếp Vasily với cái miệng há hốc. Nhìn thấy những chiếc gai xấu xí trong miệng, anh đẩy ông ta xuống đất, rồi vội kéo rèm cửa. Ánh nắng chiếu vào người ông ta, khói đen bốc lên, ông sếp cũng hẹo ngay. Chết lặng hơn là trong góc phòng, cờ rớt anh thầm thương trộm nhớ bị nhiễm bệnh. Vasily cắn răng nhẫn nhục, thôi thì kiếp sau tớ tiếp tục thích cậu vậy. Vasily kéo rèm để ánh sáng mặt trời đốt cháy cô ấy. Sau đó anh về thăm nhà sau nhiều năm xa cách, cha anh vẫn không ủng hộ công việc diệt chuột của Vasily. Nhìn người cha ốm yếu già nua, anh mong cha mẹ rời khỏi thành phố ngay. Nơi này giờ đây đã có số lượng lớn người nhiễm bệnh, anh không muốn người thân duy nhất gặp nạn. Nhưng cha anh lại từ chối, nghe ba trả lời khiến Vasily không nói lên lời. Vasily tuy thất vọng nhưng cũng cố gắng khuyên nhủ, bố mẹ hãy nhanh chóng đi đi, đi vì con, càng xa càng tốt.
thiên tai thường xảy ra sau điểm lạ, người dân trong thành phố hoàn toàn không biết những gì họ sắp phải đối mặt. Ai nấy đều đeo kính chuyên dụng để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn. Lúc này thành phố tắc nghẽn hoàn toàn, cảnh sát và Ify ẩn Jae Him cũng mắc kẹt giữa đường. Đột nhiên Ify ẩn Jae Him thấy chàng béo từ nhà xác chạy tới, anh cố ngăn cảnh sát đuổi theo nhưng họ không nghe và lao đi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh cảnh sát bị vampire hút cạn máu. Ify ẩn Jae Him lợi dụng lấy chìa khóa mở còng tay và chạy thoát. Gas và Felix vừa xử lý xong thi thể, họ vẫn còn ám ảnh về sinh vật lúc nãy. Căng thẳng đã chớ còn gặp phải cha mập ban nãy, Felix bị cắn, một con bọ máu tiện tay ký sinh vào anh. Lúc sắp nhổ ra thì FBI xuất hiện hạ gục cả hai. Phải nói FBI canh giờ đúng lúc, vừa bị cắn cái đã có mặt. Ify ẩn Jae Him thành công trốn thoát, anh tìm tới nhà Abraham, họ xuống tầng hầm. Thấy Nora và mẹ cô tới cầu cứu vì đã bị dồn đến đường cùng. Từ bây giờ một nhóm săn quỷ chính thức thành lập, dường như tất cả đã sẵn sàng. Tôi có một kế hoạch. Lúc này bãi đất trống ngoài trạm xăng im ắng tới lạ, trước kia đây là nơi tụ họp bởi dân hút trích. Sự xuất hiện của sinh vật kỳ lạ đã thay đổi tất cả, người đi đường hoảng loạn chạy trốn, khó có thể thoát. Abraham cầm vũ khí chém một nhát, đầu sinh vật ngay lập tức tách đôi. Xung quanh ông còn rất nhiều người biến đổi, đúng lúc Vasily từ phía sau đi lên, hạ một người biến đổi khác trước mặt Abraham. Sau khi Ify ẩn Jae Him Rem thoát khỏi FBI, anh tới tầng hầm của Abraham, hai người tranh luận cách đánh bại người biến đổi. Hiện tại chỉ có đạn bạc mới tiêu diệt được chúng. Điều quan trọng nhất chính là tìm ra tổ tiên ma cà rồng, nó là gốc rễ của sự việc, diệt được nó thì mọi chuyện mới được giải quyết. Dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng Ify ẩn Jae Him vẫn tin lời Abraham. Kế hoạch nhanh chóng được thực thi, họ tới tìm tới Jim, bạn thân mà là thân ai nấy lo, chỉ có hắn mới dụ được. Khi này Jim bồn chồn đầy lo âu trong lòng, tâm trí muốn rời khỏi New York ngay lập tức. Nghe tiếng chuông ngoài cửa, Jim quyết định hợp tác với Ify ẩn Jae Him mặc cho lời phản đối của vợ. Jim gửi tin nhắn thoại cho Thomas, hẹn anh ta gặp nhau ở ga tàu. Thomas ra tới chỗ hẹn đợi mãi không thấy Jim, ngay lúc này hắn mới biết mình bị chơi một vố. Nora và Ify ẩn Jae Him tới nơi nhưng không thấy Thomas, họ chia nhau ra tìm hắn. Abraham khi này đụng độ với Thomas. Quay trở lại năm 1944, Abraham ban đầu là người Do Thái. Gia đình ông bị quân Đức trừ khử sạch bong, ông bị bắt và bị giam, làm việc trong nhà tù Đức. Abraham nhờ tài năng điêu khắc khéo léo, ông được mắt xanh của Thomas chú ý tới, khi đó hắn là sĩ quan Đức. Thomas đề nghị ông khắc cho mình cái dương sang trọng. Abraham thông minh tính toán đào thoát, đúng lúc này Thomas lại xuất hiện. Đào tẩu thất bại nhưng ông vẫn tỏ ra vui vẻ, nhịn nhục cúi đầu xin lỗi, từ đơn giản khai thác là sống. Thomas rất thích thú với biểu cảm này, hắn quý ông như vậy thì làm sao nỡ mang ra xét xử. Trở lại hiện thực, hai người đối mặt với nhau. Mặc dù Abraham cầm vũ khí bạc, nhưng ông vẫn không phải là đối thủ của hắn, tốc độ như vậy thì đuổi kịp được ai? Ify ẩn Jae Him kịp thời xuất hiện bắn vào chân Thomas. Trong khi này Gas và Vasily do đánh nhau với người bị nhiễm nên bị bắt vào tù, mặc Gas có giải thích thì canh mục cũng không nghe. Vết thương của Vasily cũng trầm trọng dần. Eric nhận điện thoại từ quản gia, được báo con cái ông được đưa về nhà Grimm, vợ ông có nguy cơ mắc bệnh nặng. Eric gọi taxi về nhà, vô tình gặp người biến đổi. Ông chạy thoát thân, cơ mà người tài xế là kiểu người máu lạnh, không những không chạy còn đứng lại bắn vỡ đầu người biến đổi, không lật được đã chớ còn bị diệt. Eric hoảng sợ tận dụng cơ hội chạy về, ai mờ ngờ được vợ anh cũng bị biến đổi. Vội gọi cảnh sát nhưng kết cục vẫn là hóa thành cái xác khô. Ngày hôm sau con gái Grimm định đưa con Eric về, nhưng vừa bước vào cửa, họ đã nghe tiếng. Chạy lên lầu thì thấy xác Eric, lúc này người bị biến đổi từ chỗ tối bước ra, tính tấn công nhưng bị con gái Grimm đẩy lui. Bốn người chạy vào phòng, tuy nhiên cửa kính không thể ngăn nổi vợ chồng biến đổi. Khi sinh vật sắp tấn công cô gái thì có tiếng súng nã vào nó. Nhìn người đàn ông răng như chuột khiến Grimm và các con hoảng sợ, có lẽ họ chưa hồi phục từ cú sốc. Grimm đưa hai đứa trẻ thoát đi an toàn còn cô con gái ruột không may mắn như vậy, cô ấy bị bắn. Người đàn ông cho rằng cô con gái Grimm bị nhiễm virus. Trong khi đó Ify ẩn Jae Him dẫn theo đồng đội tới trung tâm y tế, nhưng bị từ chối tiếp đón. Muốn chống lại người biến đổi, ngoài công cụ bằng bạc thì chỉ còn ánh nắng mặt trời. Để mô phỏng ánh nắng cần đèn tử ngoại, Ify ẩn Jae Him dùng tay đập vỡ cửa kính và xông vào kho. Trùng hợp gặp Vasily đang ở trong kho, hai bên chia nhau 12 chiếc đèn tử ngoại. Để chiến đấu phải cần tới vũ khí, họ tới siêu thị mua đồ tiếp tế. Trên đường xuất hiện những thành phần biến đổi, ngày lộng hành được nên ban đêm chúng gấp bù. Abraham rút kiếm bạc ra chém đầu người biến đổi, sau đó Vasily, Ify ẩn Jae Him Rem và những người khác tham gia chiến đấu. Jim cầm đèn tử ngoại nhưng vẫn bị tấn công, người biến đổi có khả năng hồi phục rất mạnh, trừ khi bắn nổ đầu nó nếu không chỉ lãng phí sức. Vì vậy họ phải lập kế hoạch, nếu không thoát nhanh sẽ sớm bị vây hãm bởi người biến đổi. Nora chiếu đèn vào mặt Jim, cô phát hiện một con giun trắng, không thể chậm trễ được nữa, Ify ẩn Jae Him quyết định phẫu thuật Jim ngay.
tai họa liên tiếp ập tới, người biến đổi đã tụ tập trên mái nhà, thậm chí một số còn dùng công cụ đập vỡ lối vào chính của siêu thị. Tốc độ phát triển của người biến đổi khiến Efien Jaehim và mọi người bất ngờ. Khi Abraham nhận ra người biến đổi muốn nguồn cắt điện, thì đã quá muộn, đèn tắt không thể làm giảm sút ý chí chiến đấu. Dựng tuyến phòng thủ ở cửa siêu thị mãi cũng không ổn, Vasily và mọi người chỉ trông chờ vào chiếc xe tải bên ngoài. Efien Jaehim dùng kẹp nhổ con giun trên mặt Jim ra, diệt chết nó bằng tia cực tím. Jim tưởng đã thoát chết, hành động tiếp theo khiến anh ấy chết lặng. Chỉ thấy Efien Jaehim vén áo Jim lên, lưng anh đầy ắp những con giun đang bò lúc nhúc, Jim đã bị nhiễm và sắp biến đổi. Để không làm hại người thân, Jim chọn cách hy sinh. Trong lúc mọi người đang cãi nhau, Vasily rút súng hạ ngay Jim, cuộc đào thoát thực sự bắt đầu. Lúc này người biến đổi phá mái nhà áo xuống như mưa, Efien Jaehim và mọi người dùng đèn tử ngoại tạo vòng tròn xông ra ngoài siêu thị. Vasily ném bom tự chế vào đám người biến đổi, anh cũng lấy được rất nhiều xăng từ trạm đổ xuống đất. Trong hỗn loạn, Efien Jaehim lấy chìa khóa xe từ người bán hàng, sau đó mở cửa sau xe tải, tẩu thoát thành công trên con xe. Trạm xăng phía sau bùng nổ tạo thành đám lửa khổng lồ. Cùng lúc đó, con trai Efien Jaehim, Jack vừa về nhà đã bị người biến đổi Matt tấn công. Jack bình tĩnh đối mặt với người biến đổi, may thay Efien Jaehim kịp thời xuất hiện, dùng dao bạc đâm và chém tứ chi. Efien Jaehim quyết định đưa Jack về chỗ Abraham, anh và Nora ở lại xử lý thi thể. Vasily đưa Dutch về căn hộ, ai ngờ bạn thân đã gom sạch tiền của cô, ủa tao cho mày ở nhờ nhà chứ có nhờ mày chăm cái sổ hộ khẩu. Dutch sụp đổ hoàn toàn, đây có lẽ là sự trừng phạt, không những thế ngay cả bạn cô cũng bị nhiễm virus. Cho dù con người có khó khăn tới mấy cũng phải can đảm đối mặt, đó là triết lý sống mà Abraham dạy Jack. Sau đó Vasily và những người khác đến tầng hầm của Abraham, ông khẳng định dịch bệnh chắc chắn là ai đó đang thao túng. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra huyết tổ. Lúc này Dutch cảm thấy day dứt, cô thuật lại toàn bộ sự việc cho Abraham nghe. Việc mạng Internet New York bị tê liệt là do cô gây ra, giờ cô muốn đền bù. Một bên khác Efien Jaehim và Nora xử lý thi thể bằng cách của thiêu đốt, sự việc này khiến họ mềm mỏng và dễ tổn thương. Hai người tìm thấy sự an ủi, tính bước thêm một bước thì cô bạn Kelly xông vào, không phải như cô nghĩ đâu. Gasky này vẫn bị giam trong tù, anh tức giận vì bạn mình chưa được chữa trị. Trên đường di chuyển tới nhà tù mới, Felix đột nhiên biến đổi, đâm ra diệt chết hai cai ngục. Gas lợi dụng cơ hội cởi trói, anh cầm súng nhìn bạn thân, nén nỗi đau thương mà bóp cò, vĩnh biệt người anh em Felix. Thời điểm năm 1994 tại Ba Lan, sự cai trị của Đức dường như kết thúc. Trong khi đó Abraham vẫn quan sát Thomas, lợi dụng sơ hở quay lại nhà tù lấy dao găm nhét vào bên trong giày mình. Khi trò chuyện với Thomas, vẻ mặt ông luôn tỏ ra khó chịu, tên đó những người xung quanh ông đã trở thành món tráng nghiệm của huyết tổ. Hành động lén lút của ông đã bị huyết tổ phát hiện từ lâu, trong lúc đấu với huyết tổ, ngón tay ông bị đứt. Ngày hôm sau Abraham cùng những người khác bị đưa ra pháp trường chờ hành quyết, đột nhiên vang lên tiếng súng, Abraham nhân lúc hỗn loạn liền trốn chạy. Trong đêm khuya, một bóng người bí ẩn xuất hiện trong rừng, người đó mở cửa vào hang, đằng trong phát ra ánh nến, người đó chính là Thomas kẻ giúp huyết tổ ăn thịt tù nhân. Khi này huyết tổ lộ nguyên hình, người biến đổi không mũi đặt ký sinh vào cánh tay Thomas, ban cho Thomas sự sống mới, và quyết định nhận Thomas làm cận vệ đáng tin cậy nhất cho mình, nhằm giúp hắn ta thực hiện những âm mưu đen tối khác. Bên này Jack đã tìm được vị trí mẹ mình là Kelly. Nhờ manh mối này, Efien Jaehim đã tìm thấy nơi Kelly làm rớt điện thoại, nhưng anh không tìm thấy vợ cũ. Efien Jaehim tìm tới nhà cô bạn Kelly, lần theo dấu vết tới kho đồ, anh phát hiện cô bạn và cậu con trai đã biến thành sinh vật kia. Anh nén nỗi đau, hạ hai người để bớt hiểm họa sau này. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Quay lại 32 tiếng trước, Kelly tin lời Efien Jaehim, cô quyết định bỏ trốn cùng chồng mới và con, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Anh chàng Matt đã bị nhiễm bệnh, trong lúc đánh nhau với Matt, ký sinh trùng chui vào mắt Kelly. Vì biết mình sắp bị biến đổi, Kelly đã tự nhốt mình trong xe. Đến chiều tỉnh dậy, cô tới trường tìm Jack nhưng không thấy ai cả, Kelly chỉ có thể lang thang như ma trên phố. Tuy nhiên cơn khát máu đã chế ngự cô ấy hoàn toàn, về nhà thấy cậu con trai nhỏ, cô không kìm chế nổi nữa mà định dùng lưỡi tấn công. Cũng may mẹ cô ngăn cản, cũng vì thế mà bà ấy hy sinh. Kelly đã mất trí. Nghe theo lời gọi của Hu Hitler đến nhà ga tàu điện ngầm, cô sẽ trở thành quân cờ hữu dụng nhất trong tay Hu Hitler. Bên này Dutch và Vasily tới tòa nhà Palmer để khôi phục thông tin liên lạc, nhưng vừa ra khỏi thang máy đã bị người của Thomas chặn lại. Trong khi đó Gas về nhà sau khi trốn khỏi tù, thấy em trai đã biến dạng. Đến cả mẹ cũng sắp sửa, người mạnh mẽ như anh cũng phải rơi lệ. Gas quyết tâm cầm vũ khí lên, trả thù là mục tiêu duy nhất anh ấy hướng tới. Sức mạnh của mọi người cũng dần tập hợp lại, đội săn quái chính thức lên đường, họ quyết tâm tìm thẳng tới hang ổ của huyết tổ. Trung tâm thành phố New York hiện tại rất hỗn loạn, người dân trên đường không biết tận thế sắp đến, chết như thế này thật là thảm.
Trong ga tàu tối om, mùi của người biến đổi bao trùm khoảng không. Ifeanyi Jaehim và mọi người tìm dấu vết người biến đổi. Những vật dụng rơi vãi là dấu hiệu duy nhất để xác định chúng. Để không đánh thức huyết tổ, khi thấy 7 người biến đổi, họ không tấn công mà tiếp tục đi sâu vào. Ở cuối đường hầm, họ tìm thấy một lỗ nhỏ. Ifeanyi Jaehim không do dự ném đèn tử ngoại vào rồi bò theo, bất chợt người biến đổi xuất hiện phía sau. Để bảo vệ đồng đội, vì thế Vasily giúp yểm trợ phía sau, không may anh bị kẹt ở lối vào hang. Người biến đổi vặn vẹo đầu sát sau lưng anh. Vào thời khắc sinh tử, Nora dùng hết sức kéo Vasily ra, rồi tiêu diệt người biến đổi bằng tia cực tím. Trong lúc đó, Ifeanyi Jaehim cũng tìm thấy hang ổ của huyết tổ, nó cuối cùng cũng xuất hiện. Rõ ràng Ifeanyi Jaehim hoàn toàn không phải đối thủ của huyết tổ. Ngay khi sắp bị huyết tổ cắn, Vasily kịp ném vũ khí tia cực tím để cứu Ifeanyi Jaehim, huyết tổ chỉ có thể rút lui cùng thuộc hạ. Ifeanyi Jaehim và mọi người biết mình đã đánh động hang rắn. Trong cơn giận dữ, Abraham đập vỡ quan tài, bất chấp sự phản đối của mọi người, ông tiếp tục truy đuổi huyết tổ ra đến cửa hang. Cảnh tượng trước mắt làm mọi khiếp sợ, Vasily thắp pháo sáng lên, họ thấy rõ bên trong không khác gì cái địa ngục, chịu thôi vào đó có khi hóa đầu lâu mất. Ifeanyi Jaehim dặn dò tỉ mỉ cậu con trai rằng bên ngoài rất nguy hiểm, không được đi lung tung beng. Nói một đằng là một nẻo, bởi mẹ Nora gặp vấn đề về tâm lý, sợ bà lên cơn động kinh nên rách lẻn ra ngoài giúp mua thuốc. Vừa vào siêu thị đã gặp hai tên cướp, tình hình đến nước này rồi bọn chúng vẫn không tin có quái vật. Chủ quan cái thị Uỳnh, hai đứa nó bị trở thành thức ăn của bọn chúng. Cứ tưởng mình không thể thoát, đúng lúc Gas xuất hiện với cây rìu trên tay. Sau khi lấy được thuốc an thần, Jack liền quay lại chỗ Abraham. Trong khi đó ở bệnh viện, Thomas cũng sắp chết, hắn ta muốn huyết tổ thực hiện hứa hẹn, nhưng huyết tổ vẫn chưa xuất hiện. Abraham phía bên dằn vặt bản thân, ông đối diện với trái tim của vợ. Chả là từ hồi còn trẻ ông đã truy tìm huyết tổ, nhưng vì bị Thomas dẫn dắt, vì thế vợ và con ông cũng biến thành người biến đổi. Abraham đau đớn tự tay hạ vợ của mình, sau đó moi trái tim bà ra. Vào lúc mọi người bối rối không thể làm gì, Dutch chạy tới đưa tin vui, cô có thể chiếm sóng truyền hình bằng hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Ifeanyi Jaehim tường thuật tình hình hiện tại trong vòng 30 giây, cung ứng và phát ra thế giới. Chưa kịp mừng thì mẹ Nora đã bị diệt trên ghế salon. Bà Liver tấn công từ cửa sổ bên, trong khi Thomas dẫn người biến đổi vào từ cửa chính. Tình hình cấp bách, Abraham buộc phải bỏ lại vợ, còn Nora phải tự tay hạ mẹ của mình. Gas đe dọa Grim, anh yêu cầu cô đưa mình tới kho lấy súng đạn. Khi gặp người mua hàng của Grim, Gas tò mò về hàng hóa. Chờ họ mở container, rất nhiều người biến đổi tràn ra, hai người buộc phải nổ súng. Ngay lúc đó quân đội ma cà rồng xuất hiện và tiêu diệt người biến đổi, chúng bắt giữ Gas. Họ muốn biến Gas thành lính người của ma cà rồng nhằm đánh bại người biến đổi. Thomas phá cửa xong, nhưng căn nhà trống trơn. Khi này Palmer trở nên hấp hối, thì được uống máu huyết tổ, công lực bất tử tạm thời. Sau khi khỏe lại, Palmer nhận tin huyết tổ không cho anh bất tử như mong muốn, điều đó khiến ông ta tức giận. Đây chỉ là cách để huyết tổ kiểm soát ông. Đường đường là một tỷ phú mà phải hèn vậy. Thấy Palmer ngày nào trở nên thay đổi, người vệ sĩ quyết định cải tà quy chính và rời xa ông ta, bỏ đi mà không quay đầu. Abraham và mọi người thảo luận kế hoạch ở căn cứ mới. Sau cùng Vasily tới nhà thờ thử nghiệm. Vasily rất quen với địa hình nơi này, có một quán bar bên cạnh nhà thờ, và có lối đi bí mật dẫn thẳng vào bên trong nhà thờ. Lúc này họ cũng đã tìm thấy nơi giấu quan tài của huyết tổ. Một bên khác, Palmer cùng Thomas đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ, để duy trì tình hình New York, phục vụ tham vọng của ma cà rồng. Giám đốc CDC tuyên bố phong tỏa cả khu Manhattan, đang nghênh ngao dở thì bị Palmer ném xuống từ trên cao. Cảnh này đã bị người đàn ông trong văn phòng chứng kiến tất thảy, anh ta chỉ có thể khuất phục trước sức mạnh của hắn. Sau cái chết của mẹ, Nora quyết định phải cầm vũ khí chiến đấu, tiện đây cô cũng dạy Jack cách sử dụng vũ khí nhằm tự vệ bản thân. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ lái xe tới quán bar. Vasily dùng bom phá hàng rào đầu tiên, người biến đổi ảo tới. Vasily, Dutch và Nora ở tầng 1 đối phó với Thomas và 7 người biến đổi, Ifeanyi Jaehim và Abraham lên tầng trên để đấu với huyết tổ. Tuổi tác của Abraham đã cao nên đối với huyết tổ, ông chỉ là con kiến gắng cắn con voi. Ifeanyi Jaehim chợt nhận ra cửa kính xung quanh và đập vỡ chúng, ánh nắng chiếu thẳng vào huyết tổ, khiến hắn ta chỉ có thể chạy trốn. Mọi người xung quanh phát hiện và đuổi theo nó, con kia mặc dù bị ánh nắng chiếu nó nhịn đau đớn và tẩu thoát. Sự thất bại khiến mọi người rơi vào tuyệt vọng, giờ đây có thể chống lại hắn có lẽ chỉ còn đội quân ma cà rồng. Sau khi họ quay về, Jack giả vờ bị hen suyễn để về nhà lấy album ảnh kỷ niệm, đó là tất cả những gì còn để nhớ về mẹ. Đúng lúc đó Kelly xuất hiện bên cửa sổ, cô gọi tên Jack, nhưng mau chóng bị đuổi đi bởi phát súng của Ifeanyi Jaehim. Nếu không giải quyết Kelly, Ifeanyi Jaehim sẽ rất khó xử lý mọi chuyện. Sau hai lần hành động quy mô lớn, mục tiêu của mọi người dần rõ ràng, bóng tối vẫn đang tiếp diễn, nhưng ý chí chiến đấu của họ không thay đổi.
mỗi người như ánh sáng của thành phố, khi chúng hợp lại chắc chắn sẽ có sức mạnh xé toạc bóng tối. Có một truyền thuyết cổ xưa về một người khổng lồ tên Cetacion, anh bị chứng khổng lồ từ nhỏ chỉ có thể đi lại bằng gậy. Cây gậy của anh có tay cầm đầu sói, và lưỡi kiếm bên trong là bạc. Anh trai anh tin rằng, chỉ có máu của sói xám thần thánh mới chữa khỏi bệnh. Dựa vào đó họ quyết định vào rừng tìm kiếm máu sói. Đột nhiên bọn họ phát hiện ra sinh vật bí ẩn, anh em trong nhóm lần lượt biến mất, chỉ còn mình Cetacion đợi chờ. Tuy nhiên chờ mãi vẫn không thấy ai quay lại. Cetacion đuổi theo dấu vết đến trước hang động, trước mắt là thể xác anh trai của mình. Lúc này Cetacion bắt đầu bước vào hang, anh nhận ra đó không phải sói xám, anh run rẩy rút kiếm bạc ra chĩa vào sinh vật ác quỷ phía trước. Nhưng vô ích, ta ngửi thấy mùi kiếm bạc của ngươi, ngươi nghĩ mình có thể nhanh hơn ta sao, linh hồn và ý chí của ta sẽ ban chúng cho ngươi, ta sẽ ban phước lành này cho ngươi. Nhiều ngày sau đó, Cetacion quay lại làng, anh không bao giờ rời căn nhà của mình. Khi trời đêm xuống, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa sổ bên ngoài, người trong làng liên tục mất tích không dấu vết, quỷ dữ ẩn nấp dưới nhiều hình thức. Abraham luôn ghi nhớ lời bà, ông tới gần nhà thờ nơi huyết tổ trốn thoát, mỗi lần nhớ cảnh huyết tổ không bị thiêu dưới ánh nắng khiến ông rất lo sợ. Ông đi theo hướng huyết tổ đã để lại, tìm thấy mảnh vải của hắn ta. Abraham vô tình gặp đội trưởng ma cà rồng Vax, ông bị bịt mắt đưa tới căn cứ của ma cà rồng. Tổ tiên ma cà rồng muốn hợp tác với Abraham, họ hy vọng ông tìm được huyết tổ thứ 7 tên đang gieo rắc nỗi lo sợ ở ngoài. Với nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, Abraham đồng ý đề nghị của họ. Để tìm huyết tổ ông cần sự giúp đỡ, vừa dứt lời có thứ dường như đang thức tỉnh. Một người đàn ông trần truồng bị kéo lê bằng xích sắt, thứ sinh vật run rẩy, nó dùng lưỡi tấn công người đàn ông, thưởng thức bữa tối ngon lành. Phòng đầy tiếng hét thảm thiết, mùi máu tanh nồng, đây thực chất là bữa tiệc của ma cà rồng. Trong khi đó Abraham sử dụng khả năng bác sĩ của mình, ông cùng Nora đến phòng thí nghiệm. Đột ngột họ bị đồng nghiệp biến đổi tấn công, may là hai người hợp sức mới tạm thời giải quyết được nguy hiểm. Một bên khác, Jack bắt đầu giữ khoảng cách với cha, cậu không tin mẹ mình đã biến thành cái thứ kinh tởm đó. Jack chỉ có thể thể hiện chống đối bằng cách ném con dao. Ifeanyi Jaehim thấy việc an ủi con trai không hiệu quả, thất vọng anh tới bên Dutch, hai người uống rượu, một câu nói của Dutch đã đánh thức Ifeanyi Jaehim. Anh lập tức xuống tìm Nora bàn bạc, chỉ cần tìm ra điểm yếu của người biến đổi, và lợi dụng lây lan sẽ tiêu diệt được chúng. Tối hôm đó, Abraham quay về vừa hay Vasily tới tìm ông, anh vẫn còn ám ảnh sự việc này. Abraham đề cập tới kho vũ khí, cần anh đi với mình để chuẩn bị cho trận chiến. Bốn người vừa vào tòa nhà, tiếng động sau cửa khiến họ cảnh giác. Vừa mở cửa họ để ý tới cặp vợ chồng bên trong, hai người họ tự mình cách ly trong để tránh người biến đổi. Ifeanyi Jaehim lấy đủ thiết bị thì chuẩn bị rút lui, tự dưng lúc này đèn hành lang bất ngờ tắt tối đen, đột nhiên ma cà rồng áo tới như sóng thần. Dù Ifeanyi Jaehim cố gắng chống trả, nhưng người biến đổi quá đông, vợ chồng cũng bị thương trong chiến đấu. Vasily tính trừ tiêu họ nhưng bị Ifeanyi Jaehim ngăn lại, họ là vật thí nghiệm tốt nhất. Trong khi đó huyết tổ bị phỏng nặng bởi mặt trời, nó quyết định tìm thân xác mới và trả thù Abraham. Chúng nhắm tới nhóm trẻ mồ côi mù, đưa đám nhỏ xuống địa ngục này để nuôi thành người biến đổi mới, gọi là con cái bóng đêm. Kelly được huyết tổ ban tâm trí lựa chọn, không đạt yêu cầu sẽ bị bẻ cổ. Trong khi đó Palmer cùng Thomas tới nhà máy nước bỏ hoang, ô sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt của nàng. Đó là cô thư ký Masa, một nhân viên bất động sản. Trong tập đoàn của ông ta, Masa không biết người đàn ông trước mặt lại là tác giả của cơn ác mộng. Trong khi đó Vasily và Dutch đến khu phố nhà của mình, đời đây đã thành tổ hợp chung cư, nhà vệ sinh đầy vết máu và không khí u ám. Quả nhiên trong buồng có rất nhiều người biến đổi, Dutch làm mồi nhử cùng Vasily dùng lựu đạn bột bạc, tiêu diệt sạch người biến đổi. Bên này Abraham vẫn đang nghiên cứu tài liệu, nhưng câu trả lời khiến ông phát điên, giấy rơi ra, từ sách khiến ông biết cuốn thánh kinh ma cả dòng Ars Idolum có thể chính là cách tiêu diệt huyết tổ. Sau khi dò hỏi Palmer về cuốn sách Ars Idolum, thấy vẻ hoảng loạn của Palmer, Abraham thầm biết mình vẫn có cơ may chiến thắng. Để có thể trạng mạnh mẽ, Abraham trong phòng kín trích xuất ký sinh từ máu người biến đổi, chế thành dung dịch nhỏ vào mắt mình. Cho tới khi Nora phát hiện mắt Abraham chảy máu, ông cuối cùng cũng tiết lộ bí mật với Nora. Ta chưa từng nói với ai bí mật này, ta đã làm điều này để duy trì sự sống, ta không ăn trực tiếp những con ký sinh, phương pháp của ta là hấp thụ dung dịch qua mắt. Ta từng là tù nhân chạy tập trung Đức năm 1944, năm nay ta đã 94 tuổi, ta sẽ chết trong cuộc chiến chống huyết tổ, ta không muốn chết dần dần như một Abraham yếu ớt. Quay lại phòng thí nghiệm, Ifeanyi Jaehim và Nora vẫn đang thử nghiệm. Sau nhiều lần thử, cuối cùng họ chế tạo thành công mẻ vaccine đầu tiên, nhưng do quá mạnh nên người biến đổi không chịu nổi và chết. Con trai Ifeanyi Jaehim rách quả nhiên là đứa trẻ khó bảo, cậu tức giận vì cha giấu giếm, thậm chí còn bỏ nhà ra đi. May là Ifeanyi Jaehim kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả khôn lường, không thể kiểm soát. Ifeanyi Jaehim khuyên nhủ con trai nhưng không mấy hiệu quả.
Trong khi đó Kelly tìm thấy quần áo của Jack ở nhà, cô cẩn thận đưa người biến đổi ngửi kỹ mùi Jack, hy vọng họ có thể tìm ra tung tích trên quần áo. Thị trưởng mời Palmer đến kho hàng để diễn thuyết. Đối với những người đang hoảng loạn, bài diễn thuyết chắc chắn như một liều thuốc tâm lý, nhưng họ không biết sao nụ cười hiền lành ấy là nanh vuốt ác quỷ. Bà Lever theo chỉ thị của Hutto, mang Dutch đi qua an ninh nhưng bị cảnh sát chặn lại. Một tiếng ra lệnh, lũ lượt sinh vật xuất hiện từ bóng tối xé xác cảnh sát. Hiện tại New York hoàn toàn thuộc về người biến đổi. Gas bên này tập trở thành chiến binh nhân loại, huấn luyện nhằm săn bắt ma cả rồng, họ muốn Gas bắt cóc Palmer. Trùng hợp Thomas cũng đang nghi ngờ Palmer, nên đã sai Baliver ở lại theo dõi ông. Palmer chỉ có thể chấp nhận mà không dám chống lại. Masa lúc này nhận ra Palmer có vấn đề, nhưng ông ta không muốn cô dính vào chuyện này. Gas đến tòa nhà Palmer thực hiện kế hoạch, giai đoạn đầu rất thuận lợi, nhưng khi vào văn phòng Palmer, Vax và ma cả rồng bị tia cực tím tiêu diệt. Nhiệm vụ thất bại, Gas chỉ có thể chạy trốn một mình. Vệ sĩ trước đó xin nghỉ việc đã cao chạy xa bay tới đảo khác gặp anh trai. Cùng hòn đảo đó có buổi họp báo giữa nghị sĩ Justin và thị trưởng trong cuộc họp. Với phong cách cứng rắn quyết đoán, cô châm biếm hòn đảo này sẽ là nơi an toàn duy nhất. Thị trưởng đứng bên chỉ biết câm nín. Bên này người yêu mất tích khiến Dutch luôn mất tập trung. Tối hôm đó Dutch phát hiện thông báo tìm kiếm Nikki. Sau khi đến nhà Nikki, cô mới biết bạn gái cũ mình đã mất tích từ lâu. Không chỉ thế cô còn bị mẹ Nikki chế giễu. Dù Dutch không phản ứng gì, nhưng khi về xe cô hoàn toàn sụp đổ. May có Vasily bên cạnh cô. Trong khi đó ở phòng thí nghiệm, qua mắt chuột bạch, Ify ẩn giai him cuối cùng cũng biết mục đích của huyết tổ lại chính là rách con trai của anh. Ify ẩn giai him dự định sẽ thử nghiệm lâm sàng khi đêm xuống. Tại một võ đài ngầm, trong trận đấu thiên thần bạc khống chế đối phương, cởi mặt nạ đối phương ra. Dưới mặt nạ là khuôn mặt ma cà rồng, thiên thần bạc rút thánh giá bạc tấn công hắn. Ma cà rồng không chống nổi, liền biến thành rơi khổng lồ trốn thoát, chạy đâu cho khỏi nắng, thiên thần bạc đuổi theo sát sao. Đến lâu đài ma cà rồng, vừa thấy đã lao vào choảng nhau như đúng rồi. Tuy nhiên đến cuối cùng thiên thần bạc vẫn thua, đã vậy còn phải bó bột chân suốt đời. Xem đến đây ông lão tắt TV, ông ấy chính là nhân vật thiên thần bạc trong phim, tranh thủ xem lại thời huy hoàng của mình ấy mà. Trong khi đó Vasily chở Nora tái xe trên đường về đêm, Ify ẩn giai him kiểm soát Srigoi đã được tiêm vaccine lây lan, họ chuẩn bị thả nó về tổ để lây dịch bệnh với nhau. Hai người vẫn ở trong xem theo dõi nó, nhưng nó lại không đi đến chỗ mong muốn. Họ chỉ còn cách đi theo nó đến bệnh viện tâm thần, xem nó nằm trong đám Srigoi. Bây giờ bước tiếp theo, chỉ cần đợi mặt trời lặn xuống lần nữa. Gas nhanh chân thoát khỏi vòng vây của Palmer, anh lang thang trên đường phố, thấy một nhà hàng sang trọng. Vừa hay đây là nơi gã thiên thần làm việc, ông lão rất khó chịu với gã lang thang này, luôn tìm cách khiêu khích anh ta. Có cô gái trong quán cảm nhận sự bất bình, cô đứng lên nói quan điểm của mình khiến Gas cảm thấy ấm lòng. Gas về nhà thì thấy em trai nằm dưới sàn, mẹ bên cạnh cũng đã biến đổi. Anh không thể xuống tay với mẹ mình, chỉ biết né tránh những đòn tấn công của bà. Lúc này Huit le qua mắt người mẹ nói với Gas, thủ lĩnh đã trở thành quá khứ. Gas chiến đấu không phải vì thủ lĩnh mà là vì chính mình. Gas vô cùng đau buồn, anh trầm lặng đóng cửa bỏ đi. Cùng lúc đó Abraham tìm được sách cổ, bên trong có thể chứa cách tiêu diệt Huit le. Đột nhiên Dutch nói với ông, anh chàng vệ sĩ của Palmer là Rizit không xuất hiện trong họp báo của Palmer. Rất có thể anh ta đã thôi việc, và có thể đã chạy tới nhà anh trai lính cứu hỏa ở Staten Island. Abraham cảm thấy đây có thể là một thông tin hữu ích, ông lập tức tới Staten Island. Theo manh mối họ tìm thấy Rizit thuyết phục anh ta cứu thế giới, tuy nhiên anh ta không muốn phản bội ân nhân, đã thế cũng câm như hến, không tiết lộ gì về cuốn sách Ars Idolumen. Abraham chỉ đành để lại danh thiếp rồi ra về, vì ông tin chắc Rizit sẽ làm điều đúng đắn với mình. Thực ra năm 1966, Abraham đã tìm manh mối về Ars Idolumen, lúc đó Palmer là người đồng hành cùng ông. Dựa vào manh mối tới nhà thờ, tuy vậy nơi đây đã bị ma cà rồng xâm chiếm. Trong một tủ nhỏ, họ tìm thấy đứa trẻ Srigoi đang núp trong đó. Sau khi dò hỏi, đứa trẻ Srigoi nói Ars Idolumen đã bị đốt cháy vì lời nguyền. Hai người vô cùng thất vọng. Lúc đó bên ngoài có tiếng kêu cứu, Abraham đưa Palmer con dao bạc, rồi tự mình đi cứu người sống sót. Không ngờ Thomas xuất hiện trước mặt Palmer, nói bí mật bất tử không nằm trong cuốn sách này. Đợi Abraham quay lại phòng, Palmer tuyên bố sẽ rút hết tiền tài trợ cho ông, vì ông ta đã tìm được thứ mình muốn. Khi này chính phủ lùm xùm một số rắc rối, bởi Justin giải quyết được rắc rối, chính sách của cô ở Staten Island thành công lớn. Tiếp theo sẽ là dọn dẹp khu được cắt của Vasily. Mọi người đang rất ủng hộ chính sách của nghị sĩ. Vasily quyết định cứu thành phố theo cách của mình. Anh phá hủy đường dây tàu điện ngầm tới đờ cắt, nhưng bị lực lượng tuần tra chú ý. Sau khi đường dây nổ tung, tuần tra bắt Vasily vì tội khủng bố. Quay lại với Ify ẩn giai him, anh và Nora đến bệnh viện tâm thần. Bỗng dưng tất cả Srigoi đều biến mất. Để xác nhận hiệu quả virus, họ tiếp tục tìm kiếm gần đó,
phát hiện nhiều Srigoi nhảy lầu tự sát. Đây là chiến thuật của huyết tổ, để ngăn chặn lây lan, rõ ràng virus của họ thành công. Ifeanyi Jaehim quyết định sang Washington vào ngày hôm sau, liên hệ bạn bè trong ngành sản xuất, thậm chí quân đội để có được sự ủng hộ lớn hơn. Trong khi đó, đứa trẻ Srigoi do mẹ Jack cử đã tìm ra dấu vết của Jack, và cậu cũng ở gần đây dọn dẹp đờ cắt của nghị sĩ Justin. Rất nhanh cảnh sát kiểm tra từng ngõ ngách, những người bị nhiễm bệnh ở chung cư công cộng, tất cả diễn ra rất thuận lợi. Cho đến tầng 7, bóng dáng cô bé cô độc trong góc thu hút sự chú ý của cảnh sát, anh ta liên tục gọi cô bé, nhưng cô bé vẫn im lặng. Cảnh sát hạ súng xuống nhằm để cô bé không hoảng sợ. Nào bé, chúng ta tìm gia đình em nhé, đi thôi nào. Đó chính là đứa trẻ Srigoi do Kelly nuôi, tấn công bằng súng không thể bắt kịp độ nhanh và sức mạnh của nó. Đồng đội bên vừa lùi vừa tiến thì bị đứa trẻ Srigoi khác tấn công. Lần hành động này một chớp một thương. Khi ngẩng đầu lên, đập vào mặt là đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng anh ta không hề hay biết đồng đội kinh hoàng nhìn không nói nên lời. Người này sắp trở thành con rối của huyết tổ. Ifeanyi Jaehim qua lời giới thiệu của Dutch, anh tìm đến một quán bar gặp ông chủ làm giấy tờ giả. Ông chủ nhận ra anh ngay, khuyên anh nên thay đổi ngoại hình. Để tránh chú ý, Ifeanyi Jaehim đêm chơi luôn quả đầu trọc và giấu mẫu bệnh một cái bình đầy hoa văn. Sau khi vượt qua bài kiểm tra, Ifeanyi Jaehim thành công đánh lừa an ninh để lên tàu đi Washington. Trùng hợp là cấp trên của anh cũng trên chuyến tàu này. Dù Ifeanyi Jaehim giải thích ra sao, hắn vẫn cố chấp lệnh an ninh bắt Ifeanyi Jaehim. Không may trong cuộc giằng co, Ifeanyi Jaehim vô tình đẩy cấp trên ra khỏi tàu. Giờ Ifeanyi Jaehim thực sự trở thành kẻ diệt người. Để tiếp tục tìm quyển sách Axe Idolumen, Abraham tới gặp tay buôn chợ Dan Preem, nhờ hắn tìm cuốn Axe Idolumen. Điều kiện cũng rất hậu hĩnh, một chiếc đồng hồ Patek Philippe cuối cùng trên thế giới. Preem vui vẻ đồng ý, đúng là giàu cái nói chuyện dễ thật. Trên đường về, Abraham có cảm giác có người theo dõi mình, cụ thể là Rizit, hắn muốn giúp ông. Anh ta quyết định giúp thế giới này vượt qua đại dịch. Trong khi đó, Nora và Dutch tới đồn cảnh sát, nhiều công dân ở đây bị giam cách ly 72 tiếng. Bị phản đối kịch liệt khiến Justin lúng túng không biết nói sao. Nora đúng lúc xuất hiện nói với Justin, cô có cách nhận biết nhanh người bị nhiễm, điều kiện là thả Vasily ra. Theo Nora sử dụng đèn từ ngoài kiểm tra từng công dân. Phương pháp này thực sự hiệu quả. Justin yêu cầu Nora kiểm tra cháu trai cô, cậu bé bị thương trong lần chiến đấu với bọn Srigoi. Dưới tia từ ngoài, những con run quằn quại bên dưới da cháu của Justin, bà cô thường nghiêm khắc lập tức hoảng hốt, cô không muốn cháu trở thành người biến đổi rồi chết, đành tiêm thuốc mê cho cháu. Sau khi Vasily và Dutch được thả, họ phát hiện cảnh sát không biết bạc, và tử ngoại có thể làm bị thương ma cà rồng, vì vậy họ quyết định tham gia đội cảnh sát, chứng minh sức mạnh. Trong cuộc truy lùng, Vasily nhờ kinh nghiệm bắt chuột nhiều năm đã tìm thấy Srigoi ẩn nấp trong tường và đáy thang máy. Dutch ném lựu đạn bột bạc, một nhóm Srigoi bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi đó, Palmer nhờ nhiều thủ đoạn quảng cáo đã có uy tín cao trong giới nhà giàu, cùng bạn gái Masa nhận sự tôn sùng của các doanh nhân. Lúc đó một giám mục tiến đến gần Palmer, mơ hồ nói có lẽ manh mối ông đang tìm sắp xuất hiện ở một nơi nào đó. Lúc này tại sân bay kiểm soát ở New Zealand, Quinlan đeo áo choàng tay cầm kiếm, nửa người nửa ma cà rồng lặng lẽ tới thành phố New York. Lần này anh ta tới thành phố New York chủ yếu là để truy đuổi huyết tổ thứ bảy. Anh ta rất tức giận về cái chết của thuộc hạ thân cận và sự lãnh đạo của các thủ lĩnh khác. Đáng ra huyết tổ thứ bảy vốn bị tiêu diệt cách đây 7 thế kỷ. Các người đáng lẽ đã giải quyết rắc rối này, nhưng các người lại im lặng, tất cả hậu quả này do chính tay các người gây ra. Lần này anh ta quyết tự tay xuất trận, chặt đứt mối quan hệ kéo dài hàng ngàn năm. Tuy nhiên anh ta cần biết ai đã làm bị thương huyết tổ, anh ta cũng cần một chiến binh có thể hoạt động ban ngày. Ifeanyi Jaehim đến Washington gặp người bạn cũ Rob, nói với anh ta tên mình bây giờ là Jonathan. Qua sự giới thiệu của Rob, Ifeanyi Jaehim rem gặp được bà chủ hãng dược Lydia. Ifeanyi Jaehim chỉ cho Lydia dữ liệu nghiên cứu của mình, chỉ riêng Manhattan đã cần 100 kg thuốc, lúc đó sẽ có tới 3 triệu người bị nhiễm ở New York. Lydia bị thuyết phục bởi sự chân thành của Ifeanyi Jaehim, giao dịch kiểu trao thân có hơi sai. Từ đó Ifeanyi Jaehim đã ký được hợp đồng. Nhưng sự cố luôn xảy ra, Palmer cử đến sát thủ trừ khử Rob và Lydia, có tiện thì diệt luôn Ifeanyi Jaehim. May mắn là anh kịp thời phản công, chưa biết ai diệt ai đâu anh bạn. Kế hoạch duy nhất chống lại huyết tổ bị đình trệ. Trong khi đó, để bảo vệ Nora và Jack, Justin sắp xếp xe cảnh sát đưa họ về. Dường như đã va chạm ai đó khi đang đi, bọn họ hốt hoảng lợi dụng lúc anh cảnh sát xuống xe kiểm tra. Một đứa trẻ Srigoi lao đến hạ anh ngay. Sau đó Kelly cũng lần theo dấu của Nora và Jack, họ chạy vào một nhà thờ hoang cạnh đó, gọi cầu cứu gấp đến Abraham. Nghe điện thoại, Abraham vội vã cùng Vasily và Rizit đi cứu. Nora và Jack ẩn nấp sau cầu thang, đứa trẻ Srigoi có khứu giác nhạy bén đã nhanh chóng tìm ra họ. Đúng lúc nguy cấp, Abraham, Vasily và Rizit kịp tới.
nhưng Rizit chưa kịp làm gì đã bị đứa trẻ Srigoi cắn vào đùi. Abraham cầm thanh kiếm bạc chém đứt đầu Srigoi. Rizit biết mình đang đối mặt với cái gì, anh ấy đã sẵn sàng đón nhận. Mặc dù tiếc nuối, Abraham vẫn không thể nương tay với Rizit. Phía Thomas, anh đang dẫn Baliver tới trước huyết tổ, người đang bị thương rất nặng, để Baliver chứng kiến quá trình biến đổi của mình. Lúc này huyết tổ lê lết cơ thể tàn tạ của mình từ đống đất, chậm rãi đứng dậy. Thomas nhắm mắt lại như được ban phước, chờ đón quá trình biến đổi. Nhưng huyết tổ chọn cơ thể của Baliver, cùng cơ thể tàn tạo kia ngã xuống, huyết tổ mới chào đời. Tôi sẽ phục vụ ngày mãi mãi, chúa tể của tôi. Anh ta được gọi, võ sĩ có sức chiến đấu độc nhất vô nhị, con cháu của loài người và quỷ dữ. Sức mạnh và bản năng thần thánh, tốc độ và tính man dợ của anh ta không ai có thể sánh bằng. Anh ta đánh bại tất cả những kẻ thách đấu, dù là người hay thú. Không ai kéo dài quá vài phút trước mặt anh ta. Chính ham huấn của con người đã tạo nên năng lực vô địch của anh ta, đó chính là Quinlan. Người ta nói khi đó giới quý tộc phái cả một đội quân, cũng không thể bắt được anh ta. Ở đây một quý tộc tài trợ cho Quinlan. Điều anh ta tới chiến trường là để trở thành một cỗ máy chiến tranh. Lúc này Abraham và Vasily đến nhà máy của Palmer, mà Rezizet từng nhắc đến, họ không chỉ phát hiện xe buýt mất tích, mà còn thấy xác những đứa trẻ Srigoi bị biến đổi thất bại. Bất ngờ một nhóm đứa trẻ Srigoi tấn công họ, dù Abraham và Vasily có tấn công nó như thế nào, thứ sinh vật ấy cũng nhẹ nhàng tránh né. Dường như có thế lực nào đó khiến những đứa trẻ Srigoi căng thẳng, chúng liền nhanh chân rút lui. Quinlan ất bại đã xuất hiện, hắn còn nhanh nhẹn hơn thế, vung đường kiếm đẹp mắt đã hạ gục gọn gàng đám Srigoi. Quinlan tìm được nơi này là vì huyết tổ xúi bậy, Abraham là người duy nhất trong gần 1.000 năm qua làm bị thương nặng huyết tổ. Trong khi Abraham từ nhỏ nghe bà kể, những truyền thuyết về huyết tổ đều là thật, huyết tổ luôn đổi xác mới mỗi khi gặp nguy hiểm. Quinlan cảm ơn họ rồi quay lại tìm huyết tổ. Abraham sát bên, ông cũng có sứ mệnh riêng, phải tiêu diệt huyết tổ phòng trừ hậu họa. Vasily nghe theo lời Abraham, gắn bom vào các cột chống của nhà máy, báo cho công nhân di tản càng sớm càng tốt, để vùi lấp huyết tổ dưới đống đổ nát. Sau đó, Abraham phát hiện xác cũ của huyết tổ bị vứt bỏ, Quinlan cũng tìm thấy huyết tổ đổi xác mới. Lúc này huyết tổ chế nhạo họ, hai người thật xứng đôi, cả hai bị hận thù hành hạ cả đời, cuối cùng lại đi chung với nhau. Ta sẽ cho ngươi chết trong đau đớn, giống như ta đã làm với mẹ mày. Quinlan chịu đựng hận thù hàng ngàn năm, cuối cùng cũng bùng nổ. Ngay khi anh ta lao tới, bom của Vasily kích hoạt, huyết tổ biến mất ngay trước mặt Quinlan. Anh đã lãng phí cơ hội tiêu diệt hoàn toàn huyết tổ của tôi, giờ hắn sẽ tăng cường phòng thủ. Đây là trận chiến của tôi. Vasily chỉ có thể rời đi cùng Abraham. Lúc này Ifeanyi Zahim cũng trở về từ Washington, kể lại những gì xảy ra ở Washington, kế hoạch sản xuất hàng loạt virus đã thất bại. Giờ họ chỉ có thể thực hiện kế hoạch B, chính là ám sát Palmer. Bên này Kelly đang túp lại nhan sắc của mình để gặp Jack, huyết tổ cho cô ấy khả năng suy nghĩ độc lập. Sau khi Thomas trang điểm kỹ lưỡng, khuôn mặt cô dần trở lại bình thường. Nhưng cô vẫn cần thích nghi, là sao trông giống con người càng sớm càng tốt. Vasily hẹn Ifeanyi Zahim tìm gặp tay buôn chợ đen Jimmy, mua một khẩu súng bắn tỉa. Ifeanyi Zahim cùng con trai Jack lên đường, hai cha con có vẻ hòa thuận hơn nhưng Jack vẫn nhớ mẹ, hy vọng cha có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Ifeanyi Zahim nghiêm túc nói với Jack, mẹ đã trở thành người biến đổi, quá trình này không thể đảo ngược, Jack ngậm ngùi im lặng. Tới nơi hẹn Jimmy, họ gặp cha của cô gái bị thương nặng. Sau khi Ifeanyi Zahim ra tay cứu chữa cũng lấy được thứ mình cần. Với lớp hóa trang cẩn thận và tỉ mỉ, Kelly thành công qua chốt kiểm tra mà không chút nghi ngờ. Cô đi tới căn cứ của Ifeanyi Zahim. Jack nhận thấy mẹ ngoài cửa sổ, lòng nhớ thương dâng trao. Khi Ifeanyi Zahim phát hiện ra thì đã quá muộn, Jack đã mở cửa cho Kelly vào. May mắn là Ifeanyi Zahim đến kịp và ôm chặt Jack vào lòng. Sau đó binh lính của Kelly tấn công Ifeanyi Zahim và Nora. Ifeanyi Zahim dùng hết sức đẩy đứa trẻ Srigoi về phía bàn điều khiển. Đúng lúc đó Ifeanyi Zahim bị Kelly đè xuống, cô tính cắn cổ anh thì bị Nora quăng sợi dây xích vào mặt, khuôn mặt Kelly sau va chạm bị bong lớp trang điểm. Ifeanyi Zahim vội rút súng bắn Kelly, tuy nhiên đứa trẻ Srigoi lại nhảy ra chắn, nó giữ thân mình để Kelly chạy thoát. Abraham cùng Vasily theo manh mối tìm thấy tổng giám mục, hy vọng có được The Ax Idolumen. Tổng giám mục đưa ra giá 750.000 đô la tiền vàng, không ngờ Abraham tiền đồng ý ngay. Nhận thấy ông chốt nhanh như vậy, hắn nghĩ ông giàu nên tăng giá gấp 9 tầng mây. Mày chơi mình mày đi, không chốt giá được nên ông đành rời đi. Bên này Thomas cũng tới gặp tổng giám mục. Tổng giám mục không biết sinh mệnh mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Thomas trực tiếp đề nghị 1 triệu đô la mà ông không đồng ý. Thomas chỉ nhắn nhủ một câu, tham lam chỉ khiến ông hối hận thôi. Tối hôm đó, Abraham không cam lòng quyết định quay lại, nhưng ông đã chậm một bước vì Thomas đã hạ giám mục. Vasily cũng nổ súng bắn tới tấp, cơ mà Thomas né tránh dễ dàng.
sau đó liền quăng ra một quả lựu đạn bạc. Tuy vậy Thomas vẫn kịp trốn thoát. Abraham nhìn tổng giám mục hấp hối. Ông nói giờ dù ông không nói ra bí mật, khi hoàn toàn biến đổi, tổng giám mục của ông sẽ thuộc về huyết tổ. Chỉ có nói ngay ai là người giữ nó mới có thể ngăn kế hoạch hủy diệt của huyết tổ. Đổi lại ông sẽ được ra đi thanh thản trước khi biến đổi. Tổng giám mục dùng hơi tàn nói ra một cái tên, Raja Vasily. Trong khi đó, mối quan hệ Gas và con gái Enzo được cải thiện, đã vậy cô nàng đem lòng yêu Gas. Để đảm bảo an toàn cho gia đình cô, Gas khuyên họ nên rời khỏi đây để tới nơi an toàn tránh dịch bệnh. Đúng lúc đó Quinlan đứng bên ngoài cửa sổ, chúng ta cần nói chuyện. Tới nay người đã trả giá thế nào? Người anh em tốt nhất của ngươi, mẹ ngươi, ngươi vẫn còn ý định dẹp loạn bọn này chứ? Cô ấy thật đẹp, ngươi có thể cứu cô ấy, Gas. Nhưng cách duy nhất là từ bỏ cô ấy, cho đến khi chúng ta triệt tiêu hoàn toàn huyết tổ. Sau vụ tấn công của Kelly lần trước, mọi người vẫn chưa hết dây dứt. Huyết tổ đã biết vị trí của họ, chắc chắn sẽ có thêm Strigoi tới đây, rất khó phòng tránh đợt tấn công tiếp theo. Do đó cần thêm viện binh để hỗ trợ, sự lựa chọn tốt nhất là Justin, cô ta có nhiều lực lượng cảnh sát trong tay. Lúc này Justin đang họp với thị trưởng. Thị trưởng yêu cầu Justin sau khi giành lại Red Hook, chuyển lực lượng an ninh lên Manhattan để bảo vệ tài sản và an ninh cho giới giàu có. Justin phản đối mạnh mẽ ý định của thị trưởng. Lúc đó Ephian Zahimrem và Abraham xông vào. Abraham nói với Justin, tình hình hiện tại rất nguy hiểm, những Strigoi đã lẻn vào Red Hook, phải tăng cường phòng thủ thay vì lơ là. Nhưng Justin hoàn toàn không tin họ và đuổi họ đi. Trong khi đó ở bến tàu Manhattan, Thomas tìm đến một thuyền trưởng, yêu cầu anh ta chở một nhóm người tới Red Hook. Tất nhiên tiền công rất hậu hĩnh, số tiền mặt trước mắt chỉ là một phần, sau khi cập bến sẽ trả thêm phần còn lại. Thuyền trưởng không cứng lại được cám dỗ, rất nhanh đã đồng ý chở Thomas và một số Strigoi đến cập bờ. Lần này thuyền trưởng cứ ngỡ sẽ được ăn tiền, cơ mà tiền âm phủ. Sau đó Thomas dẫn Kelly tới phòng điều khiển điện. Khi nguồn điện bị cắt, những Strigoi còn lại lập tức tấn công khu an toàn. Nghe tin Strigoi tấn công, thị trưởng quyết định bỏ mặc dân chúng mà tự mình chạy trốn. Justin thầm chửi rủa tên mập ham sống sợ chết, đành dẫn lực lượng cảnh sát còn lại cùng với Ephian Zahim, Abraham và người dân chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ sự an toàn cho cả bang. Trận chiến nhanh chóng nổ ra, hàng chục Strigoi lao tới. Dưới sức mạnh hỏa lực của cảnh sát, chúng bị tiêu diệt dưới lưới chắn. Abraham nói với Justin đây chỉ là cuộc tấn công thăm dò. Sớm muộn sẽ có đợt tấn công lớn hơn, nhưng lực lượng cảnh sát giờ quá mỏng, rất khó đỡ nổi đợt tấn công tiếp theo. Đội săn bắt quyết định khôi phục nguồn điện, bật lại đèn từ ngoài. Justin tiếp tục cố thủ ở đây. Phía trang trại đối diện bắt đầu xuất hiện dấu hiệu Strigoi, chúng gầm gừ ác liệt hơn cả thứ bốn đuôi. Khi lên tháp canh, họ sững sờ khi thấy vô số Strigoi nhốn nháo trên phố. Justin quyết định huy động tất cả người dân cùng gia nhập chiến tiến chống Strigoi. Trong tiếng gầm gừ dày đặc, đám Strigoi ồ ạt như thủy triều đổ về hàng rào, chúng xé toạc một lỗ hổng trên hàng rào. Cảnh sát thấy tình hình bất khả kháng nên vội vàng ra lệnh rút lui, đáng tiếc vẫn chậm một bước, một số cảnh sát bị Strigoi làm thịt ngay tại chỗ. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Justin dẫn dân quân bảo vệ quê hương xông vào Strigoi, trang bị của họ rất sơ sài, nhưng vì bảo vệ quê hương và thế hệ tương lai, họ quyết chiến một trận sống còn. Trận chiến diễn ra ác liệt, vô số người dân ngã gục dưới đống lộn xộn. Đúng lúc đó, Nora và Vasily khôi phục điện thành công, Strigoi bốc cháy dưới tia UV, số lượng bọn chúng bị giảm nhanh chóng. Trong tiếng gầm rú thảm thiết khi bị bốc hơi, phe thiệu dường như đã chiến thắng. Đợt tấn công này của huyết tổ, Justin dẫn dân đánh bại được Strigoi và được mọi người tôn trọng. Trong bài diễn văn ở Manhattan, cô yêu cầu những người giàu có muốn được bảo vệ, phải đóng 1% tài sản cá nhân. Điều này khiến thị trường rất bất mãn. Hắn vì giữ chữ tín nên tìm tới Palmer Group, hy vọng Palmer gây sức ép lên Justin, coi như hai mũi tên trúng một con nhặn. Những gì tên mờ ám mày nói đã được Vasily và Ephian Zahim nghe trộm. Điển hình Palmer sẽ tham dự họp vào lúc 3 giờ chiều. Để thực hiện kế hoạch ám sát, họ đến vị trí bắn tỉa đã chuẩn bị. Palmer cùng tình nhân Masa trong vòng vây của bảo vệ, và phóng viên xuất hiện trước mặt Ephian Zahim. Ephian Zahim nhân cơ mà bóp cò, xác định đối phương đổ ngã, anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên họ đâu ngờ người trúng đạn lại là Masa, Ephian Zahim bị chơi một vố còn bị áp giải tới đồn cảnh sát. Palmer không chấp nhận sự thật mình sắp mất Masa, anh yêu cầu Thomas nhắn với Huitley hãy cứu sống Masa, nếu không sẽ ngừng hợp tác với Huitley. Huitley xuất hiện như đã hứa, nhỏ máu trắng vào miệng Masa. Thần kỳ làm sao loại thuốc này có thể khiến người đứng trước bờ vực sống chết tỉnh lại, tức là Palmer là đồng minh của Huitley. Quay lại phía Abraham, ông tìm theo danh sách những người giữ cuốn Ars Idolumen, cuối cùng ông cũng tìm ra được nó. Vừa mở được trang sách đã bị đánh lén bằng gậy, một lần nữa Ars Idolumen thoát khỏi tay ông. Một bên khác bọn Strigoi đã xuất hiện trong đồn cảnh sát, chúng muốn đuổi cùng diệt tận Ephian Zahim. Cảnh sát không phải đối thủ của chúng, họ chết một cách thê thảm.
nhờ bọn chúng tấn công nên giờ không còn cai ngục nữa. Nhưng như vậy Ifeanyi Jaehim cũng tương đương với cái chết, bởi không ai mở cửa cho anh để trốn chạy. May thay Nora và Vasily tới kịp lúc, họ trừ khử hết đám Strigoi nháng đường, nhưng họ không biết Dutch đã bị đưa đi đâu. Lúc này cảnh sát đi kiểm tra tình hình, quay lại anh ta nói với Ifeanyi Jaehim rằng Vasily đã bị đưa tới một khách sạn riêng. Lúc này tại căn cứ của Thomas, Dutch bị xiềng xích và giúp mình trong góc phòng. Khi ấy cánh cửa được mở, Thomas kéo một cảnh sát vào và cắn hút máu đối phương trước mặt cô. Chứng kiến điều ấy khiến tâm lý Dutch ảnh hưởng nặng nề, mùi hương của cô làm Dutch hồi tưởng quá khứ. Vào năm 1931, Thomas chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ. Anh ta hết lòng phục vụ khách hàng, tuy nhiên có lý do nào đó khiến khách hàng từ chối dịch vụ do anh chào lòng. Đồng nghiệp đã vậy còn chế giễu anh, chỉ có Hega từ phòng kế toán là an ủi anh. Cô tin rằng Thomas được trời phú cho số mệnh, sẽ tạo nên vinh quang cho riêng mình. Thomas cảm thấy khá hơn khi nghe những lời khích lệ, để cảm ơn Hega, anh ta mời cô ấy đi ăn tối. Vừa đến nơi Hega chủ động hôn Thomas khiến anh lúng túng không biết phải làm gì. Lúc này một bài diễn văn của sĩ quan đã thu hút sự chú ý của Thomas. Sĩ quan chỉ vào anh ta, người duy nhất chăm chú lắng nghe. Thomas như bị thôi miên, kể cả khi bữa tối kết thúc, anh ta vẫn say sưa nói về bài diễn văn. Anh ta rất đồng tình với sự căm ghét đối với người Do Thái, còn cho rằng họ là ký sinh trùng và bọ gãy. Những lời miệt thị này khiến Hega phẫn nộ bỏ đi, để lại Thomas ngơ ngác. Nhiều năm sau, Thomas khi ấy sĩ quan cấp cao, có ý định đạt cấp bậc cao hơn. Một ngày nọ, anh ta được gọi lên văn phòng cấp trên. Thomas rất ngạc nhiên khi Hega ở đây. Cô ra sức giải thích mình bị oan nhưng Thomas không nghe. Tại sao ư? Bởi cô là người Do Thái, vậy rồi Thomas vu khống cô từng ăn cắp, Hega nhanh chóng bị xử tử. Thomas nhìn Hega treo lơ lửng trước mặt, hắn không dám thể hiện chút đau buồn nào. Thomas nén lại sự khó chịu bên trong má ném điếu thuốc vào Hega. Sự thờ ơ của hắn khiến sĩ cấp trên hài lòng, tên Thomas cũng vì thế trở thành sĩ quan đáng sợ. Thomas nhìn đắt thế nào suy ra Hega năm xưa, hắn lệnh cô ngoan ngoãn biết điều. Vào lúc Thomas định dùng lưỡi tấn công Dutch, cô quay lại phun hơi cay phòng bị bên người, sau đó nhân cơ hội lấy chìa khóa cởi xích và tẩu thoát. Tuy nhiên tất cả hành lang đều bị chặn bằng gạch, kể cả thang máy duy nhất cũng bị cắt điện. Dutch la thét lên tuyệt vọng, vừa hay Vasily và Ifeanyi Jaehim cũng tới khách sạn, nghe thấy tiếng thét, Vasily điên cuồng dùng thanh sắt đập vào tường tạo ra một lỗ hổng, bồi thêm một quả bom vào tường. Sau vụ nổ, mọi người nhanh chóng chạy theo hướng tiếng động, cuối cùng họ thấy Dutch đang bị Thomas lôi đi trên hành lang. Vasily tức giận, anh ném một quả lựu đạn bạc để cứu cộng sự. Thomas cũng đã trốn thoát, hắn nhanh chóng biến mất vào đường hầm. Phía khác, Graham đã tìm được quyển sách Ars Idolumen mà Abraham nhờ cậu ta giúp, nó sẽ rất hữu ích vì chứa bí mật có thể tiêu diệt được huyết tổ vĩnh viễn. Một xe buýt lao thẳng vào cổng nhà tù, Gas và con gái Enzo bước xuống. Từ khi Gas đồng ý với Quinlan cùng chống lại huyết tổ, anh đã đưa gia đình cô nàng ra khỏi thành phố an toàn. Cô nàng cũng tỉnh ngộ sứ mệnh của mình, cô gia nhập nhóm của Gas. Chỉ có hai người họ sẽ rất yếu, vì vậy Gas quyết định giải cứu tất cả các tù nhân. Tuy nhiên họ phát hiện nhiều tù nhân đã biến thành Strigoi. Trong một cái lồng, Gas thấy cai ngục thường đánh đập anh vô lý, hắn bị mắc kẹt ở đây vài ngày rồi. Thế nhưng Gas không tính toán quá khứ, anh đồng ý với điều kiện phải đưa mình thẻ chuyên ngành. Sau khi lấy được thẻ, Gas đổi ý bỏ đi không quay đầu, mặc cho sự van xin nài nỉ của cai ngục. Vào phòng điều khiển, Gas dùng thẻ để mở tất cả các cửa lồng. Sau đó phạm nhân dần bước ra và phát vũ khí có đạn bạc cho họ, một tên cầm đầu lên tiếng, gào thét Gas phải làm theo lệnh của hắn. Đột nhiên tiếng súng vang lên, con gái Enzo bắn chết tên cầm đầu, buộc các tù nhân khác phải quy phục theo Gas, nếu không cái kết sẽ rất thảm. Mặt khác Abraham nhận được tin của Graham, Ars Idolumen đã được tìm thấy. Vasily chở Abraham tới nơi của Graham. Xác nhận xong xuôi, họ giao dịch chuẩn bị trả số tiền còn lại thì Graham lại từ chối, nói giờ đã có người mua khác, Palmer cũng muốn có Ars Idolumen. Abraham thuyết phục Graham, chúng tôi cần quyển sách để ngăn chặn huyết tổ, cứu nhân loại. Trong khi mục đích của Palmer ngược lại, huyết tổ lợi dụng lòng tham của con người, dẫn đến sự thất bại dần của nhân loại. Bị lòng tham làm mù mắt, Graham không tin lời đó, mà đề nghị hai bên đấu giá công khai ở đây vào ngày mai, ai trả nhiều nhất thì được. Đành vậy, Abraham tìm Quinlan, hy vọng Quinlan hỗ trợ tài chính, hứa sẽ trả lại sau khi đọc xong. Quinlan miễn cưỡng đồng ý. Trong khi đó Thomas tìm Palmer, yêu cầu Palmer cử mình đi đấu giá, và hỗ trợ tài chính cho việc này. Palmer chấp thuận yêu cầu. Nếu không hợp tác tốt thì sau này sẽ không được một giọt máu trắng nào của huyết tổ. Trước mối đe dọa của huyết tổ, Palmer không thể không đồng ý. Trong khi Ifeanyi Jaehim và Nora, vì sự an toàn của Jack, họ quyết định gửi cậu tới nhà bà ngoại ở Washington. Họ đi tìm Justine với hy vọng cô có thể cung cấp thiết bị phản ứng sinh học, để sau khi lấy mẫu bệnh phẩm ở Washington, sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt vi khuẩn khống chế Strigoi.
Justin chức danh cao hơn nhiều sau vụ việc vừa rồi. Đây cũng là trách nhiệm của cô ấy, cấp giấy thông hành cho Efian Jaehim tới Washington. Chờ Abraham rời đi, Quinlan gọi Gas tới và ra lệnh, nếu Abraham không trả lại Axidolumen sau khi đọc, không thuyết phục được thì trừ khử lấy lại sách. Diễn biến khác, Efian Jaehim và Nora cùng Jack vừa lên tàu tới Washington, nơi đây đột nhiên xuất hiện rất nhiều Seagoi chặn kín đường hầm. Tàu lập tức chật bánh, Seagoi và tiếng hét khắp nơi, Efian Jaehim rêm, Nora và Jack bị lạc nhau. Ở cuối đường hầm phải chăng có ai đó, Nora lập tức nổ súng nhưng người đó vẫn né được, thì ra đó là Kelly. Sau một hồi bắn thì súng Nora cũng hết đạn, cô liền rút dao bạc ra chém làm ngã Kelly xuống đất. Nora bảo Jack chạy đi, tuy nhiên cậu bé lại trần trừ khi nghe tiếng mẹ. Thời khắc Nora chuẩn bị hành hình Kelly thì Jack hét lên. Chớp mắt lơ là Kelly cắn vào cổ tay Nora. Cậu bé bị kẹt giữa hai người, vì cũng không muốn Nora bị thương, Kelly đã chọn lao vào lòng mẹ. Trong khi đó ở chỗ Graham, hai bên liên tục tăng giá lên tới 300 triệu đô cho Axidolumen. Graham tròn mắt vui sướng, quả này hơi to rồi. Để phiên đấu giá nhanh chóng kết thúc, họ thay nhau kiểm tra tài khoản. Abraham có số dư là 323 triệu, còn tài khoản Thomas tận 350 triệu. Kết quả đã rõ, Axidolumen thuộc về Thomas. Nhưng khi chuẩn bị thanh toán, tài khoản Thomas bị đóng băng. Abraham hiểu đây là Palmer đã thay đổi ý định, thế là Axidolumen rơi vào tay ông một cách bất ngờ. Cho đến lúc Vasily lái xe đưa Abraham về, bỗng nhiên một chiếc xe đâm vào họ từ bên hông. Hai người chưa kịp phản ứng, Thomas ra lệnh cho đồng bọn tấn công cướp sách. Dù xe Vasily được gia cố chắc chắn, nhưng không chịu nổi các đợt tấn công liên tục. Thời khắc họ sắp không chịu nổi, đột nhiên ba chiếc xe tiến đến, đó là Quinlan và Gas tới cứu viện. Mọi người nổ súng liên tục làm các Srigoi ngã xuống. Gas lái xe chạy vào bên trong thì phát hiện lối thoát của Vasily, ngước lên thấy quả bom hẹn giờ đếm ngược, xe nổ tung ngay sau đó. Abraham leo lên từ đường hầm bên dưới, bất ngờ là Gas cũng theo sau họ. Abraham không có ý định trả lại sách cho Quinlan. Ông nói Quinlan có thể dùng Axidolumen làm mồi nhử để lôi huyết tổ ra, hai người hợp tác để tiêu diệt huyết tổ. Quinlan mong muốn trả thù nên đồng ý kế hoạch của Abraham. Một nhóm săn Srigoi nhanh chóng được thành lập. Thomas bên này không những thất bại trong đấu giá mà còn mất sách khiến huyết tổ rất tức giận. Palmer muốn lợi dụng cơ hội nêu thỏa ra thỏa thuận mới. Efian Jaehim tìm kiếm Jack, chỉ thấy Nora nằm dưới đất, cô nói Jack đã bị bắt đi. Nora dần già có dấu hiệu nhiễm bệnh, đôi tình nhân đau khổ chia tay. Nora dùng dao bạc tự sát trên đường ray. Efian Jaehim khi đó thề nhất định tiêu diệt cái ác, anh không nhẫn tâm nhìn người thân của mình biến mất như vậy. Đánh bại bầy sói cần ác hơn sói, hãy chứng tỏ mình mới là thủ lĩnh đầu đàn. Sự biến đổi của vợ, cái chết của Nora, số phận bất định của con trai khiến Efian Jaehim chìm trong cơn ác mộng, chỉ có thể tiếp tục duy trì qua ngày, cứ như sống ngày nào hay ngày ấy vậy. Hiện giờ chủng bệnh cung cấp cho Justin ngày càng yếu đi, để lấy xăng cho xe, Efian Jaehim buộc phải mạo hiểm ở bãi đỗ xe tối tăm. Tuy nhiên bóng tối lại là lãnh địa của Srigoi, một chút sơ suất sẽ trở thành mối. May mắn với kinh nghiệm thượng thừa, Efian Jaehim nhanh chóng trôm được xăng và tẩu thoát. Abraham vẫn lọ mọ tìm cách trong Axidolumen, tuy vậy nội dung khó hiểu khiến ông bế tắc. Quinlan nhắc nhở Axidolumen chỉ cung cấp manh mối, nó không phải câu trả lời. Giờ huyết tổ đang xây dựng quân đội, chúng ta cần hành động. Vasily nhìn ra dáng vẻ người cha trong Abraham, anh khuyên bảo đừng quá lệ thuộc vào Axidolumen. Nhưng Abraham khăng khăng phải tìm ra phương án hiểu hiệu trước khi hành động dại dột. Vasily không nỡ nhìn Abraham gầy ốm dần, nhưng cũng không biết phải làm gì. Giờ đây Vasily đã là cố vấn đặc biệt cho lực lượng đặc nhiệm Navy, dẫn đội đi tấn công tiêu diệt thế lực bóng tối. Họ phát hiện dấu vết của Thomas, Vasily bảo họ nhanh chóng truy đuổi, rồi cũng vội vã chuẩn bị đồ đạc đuổi theo. Truy đuổi tới một nhà thờ, họ không ngờ chính mình lại bị lọt bẫy của huyết tổ, các chiến binh mất khả năng chiến đấu, đồng đội bị diệt từng chút một. Đội trưởng trước khi chút hơi thở cuối cùng, anh nhanh tay gửi tín hiệu cứu viện cho Vasily, sau đó anh cũng bị huyết tổ trừ khử. Khi Vasily tới nơi, anh chỉ kịp cứu hai người hôn mê. Efian Jaehim quay về nhà cũ như mọi khi, anh lo lắng nếu Jack bị biến đổi, cậu có lẽ sẽ quay lại tìm anh. Nghĩ tới đây anh choàng tỉnh khi xung quanh là nhóm trẻ Srigoi. Tiếp đó Kelly bước vào, Efian Jaehim nhìn Kelly ăn mặc lịch sự, thì không biết cô là người hay người biến đổi. Kelly nói với anh, Jack vẫn còn sống, chỉ có một điều kiện để cứu cậu bé, anh phải lựa chọn Axidolumen hay Jack. Sau khi Srigoi xâm nhập, hệ thống an ninh sụp đổ hoàn toàn, sự can thiệp của quân đội cũng thất bại, con người không ngần ngại thử nghiệm trên người để có được tác dụng của máu trắng, nhằm giải mã bí mật bất tử của huyết tổ. Tham lam của con người sẽ phải trả giá. Dutch bị lạc lõng vì nhu yếu phẩm, cô vốn ngây thơ, lạc quan mà giờ phải trở nên mạnh mẽ, phải dẫn các hacker mạo hiểm ra ngoài, tìm được đồ tiếp tế trong một tòa nhà, nhưng bạn cô bị mắc kẹt lại, có đứa bị Srigoi ẩn mình hút máu. Nghe âm thanh làm Dutch chạy tới,
người bạn lại bỏ mặc cô mà chạy trước. Tiếng súng thu hút thêm Srigoi, đạn cũng đã hết, Dutch đành tự lực cánh sinh. Một hồi kịch liệt, Dutch bước ra khỏi tòa nhà, tâm trạng không khá hơn là mấy, sụp đổ hoàn toàn. Dutch quay lại chỗ ở, ánh mắt lửa giận nhìn những đứa phản bội, Dutch quyết tâm tách khỏi chúng. Đám người khi này có dấu hiệu nhiễm bệnh, tính không để tâm nhưng bọn chúng lại được nước lấn tới. Dutch quay lại chém đầu những kẻ mỉa mai, diệt định sớm vẫn tốt hơn muộn để rồi chúng tạo mầm mống. Trong khi đó tại phòng thí nghiệm máu trắng do Palmer tài trợ, khả năng nghiên cứu liên tục thất bại, giám đốc phòng thí nghiệm từ chức vì không chịu nổi những thí nghiệm tàn nhẫn, giờ không còn máu trắng của huyết tổ khiến sức khỏe Palmer suy giảm dần, ông nghĩ tới Abraham. Bên này Ifeanyi Jaihim kể những điều làm mình phiền lòng và sự nghi ngờ của mình, với Ras cho Quinlan và Abraham nghe. Quinlan nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Ifeanyi Jaihim, với kinh nghiệm hàng ngàn năm, Quinlan đoán được mục đích thật của Ifeanyi Jaihim. Lúc này Vasily nói Ras muốn gặp ông. Abraham cùng Vasily tới gặp, đến nơi hẹn nhưng xuất hiện không phải là Ras mà là Palmer. Ông ta muốn đàm phán với Abraham, rút hết sự ủng hộ cho huyết tổ khiến huyết tổ yếu thế. Điều này là cơ hội tốt để ông tiêu diệt huyết tổ. Tuy nhiên điều kiện là Abraham phải tiết lộ bí quyết làm máu trắng. Abraham từ chối, ông không thể tin Palmer nữa. Trong khi đó, sau khi Abraham rời đi, Ifeanyi Jaihim tìm kiếm trong các kệ sách, cuối cùng anh tìm thấy Axidolum ở trong phòng. Đúng lúc đó Quinlan xuất hiện, đứng sau lưng anh, cơ mà Quinlan không ngăn cản mà có kế hoạch tốt hơn. Chúng ta có thể dùng Axidolum để cứu thế giới và con trai anh. Cuốn sách Axidolum, ông bỏ ra 300 triệu đô, để mua bị đồng minh thân cận nhất lấy trộm khiến ông khó chấp nhận. Tuy nhiên Vasily đã dự đoán Quinlan sẽ lấy sách, nên đã cài thiết bị theo dõi vào sách, họ quyết định đi tìm. Lúc này Ifeanyi Jaihim và Quinlan cầm sách đến một siêu thị bỏ hoang, thành công trong việc cầm sách và thu hút một con Srigoi. Hu Itle cũng phát hiện ra Ifeanyi Jaihim. Quinlan nhanh chóng khống chế con Srigoi, Ifeanyi Jaihim yêu cầu Hu Itle xuất hiện và đem theo sách đến nơi chỉ mình anh biết. Điều kiện trao đổi, nếu con trai anh bị biến đổi hay chết thì Hu Itle đứng hòng có Axidolum. Hu Itle đồng ý với đề nghị của họ. Trong khi đó Gas để bảo vệ mẹ khỏi bị tổn thương phải thường xuyên lấy máu cho mẹ. Nếu tiếp tục như vậy, sức khỏe Gas sẽ không chịu nổi. Anh ngất xỉu trên sàn. Enzo tìm thấy Gas ngất trên sàn. Sau khi cứu Gas, Enzo cho rằng nên diệt mẹ Gas. Nhưng anh không đồng ý. Hai bên xảy ra bất bình nên có cuộc ẩu đả nhỏ. Lúc này đội lính quét của Justin tới kiểm tra. Anh phải cùng Gas giấu mẹ nhưng vẫn bị phát hiện. Họ yêu cầu Gas tháo mũ bảo hộ cho mẹ. Ngay lập tức có người bị mẹ Gas lao tới hút máu. Gas và Enzo bị bắt ngay sau đó. Do thiếu nhân lực trầm trọng, nên trụ sở cảnh sát phải điều động những tù nhân này đi tiêu diệt Srigoi. Số đó có Gas và Enzo. Một cảnh khác Vasily dẫn Abraham đi theo tín hiệu định vị, phát hiện nó di chuyển ra sông. Abraham biết Srigoi không thể vượt bơi ra sông được, kể cả Quinlan, chắc chắn có người giúp họ. Ifeanyi Jaihim lái thuyền tới điểm hẹn. Đêm buông xuống, huyết tổ cùng Kelly và Jack xuất hiện trước mặt Ifeanyi Jaihim Rem. Ifeanyi Jaihim Rem rút ra Axidolum, yêu cầu Kelly và Jack tới chỗ mình. Không ngờ khi cậu bé cởi mũ lại không phải rách. Cuộc trả thù ngàn năm cũng sắp kết thúc. Vasily và Abraham cũng tới theo tín hiệu định vị. Vừa hay thấy một chiến binh đặc nhiệm đã biến đổi tiến về phía Quinlan. Quinlan bị đánh bại hoàn toàn bởi đội đặc nhiệm, sắp bị diệt bởi hàng trăm viên đạn. Vasily và Abraham ném lựu đạn bột bạc. Các chiến binh Srigoi gục xuống, huyết tổ cũng mất sức chiến đấu. Quinlan dần trao đảo, dùng hết sức mình tiến thật nhanh về phía huyết tổ. Quinlan vung thanh kiếm từ trên cao xuống, cùng với tiếng thét chém đứt thủ cấu huyết tổ. Cũng vì mệt nhọc mà anh cũng gục xuống đất. Bên cạnh đó một con giun da đỏ cỡ đại quằn quại nhanh chóng bò xuống cống. Abraham chạy nhanh qua ngăn nó nhưng không kịp. Vasily chỉ biết nheo mắt trong lòng tiếc hùi hụi, tính làm giun nướng mà. Mất sự thống chế của huyết tổ, Srigoi trở nên mất kiểm soát hoàn toàn, bắt đầu săn lùng người khắp nơi. Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Gas vừa bị bắt cùng Enzo đã bị điều động ra tiền tuyến đối đầu Srigoi, chỉ được trang bị một cây gậy với lưỡi dao nhỏ ở đầu. Trong hành lang chật hẹp, nguy hiểm rình rập khắp nơi, bọn họ đột nhiên bị vây bởi Srigoi từ mọi phía. Một chiến binh đã hy sinh, may có Gas và Enzo dẫn dắt, những chiến binh còn lại đã quay trở lại an toàn. Justin khi ấy vẫn không hay biết mà đến kiểm tra, Gas nhận ra cũng không nói gì cả. Sau trận chiến với huyết tổ, Quinlan vẫn hôn mê. Ifeanyi Jaihim cẩn thận lấy đạn khỏi người Quinlan, rồi nói với Abraham, để đổi lấy Jack, anh và Quinlan đã lấy chỗ Axidolum. Giờ huyết tổ đã chết, Jack cũng mất tích. Abraham rất tức giận, ông đã cảnh cáo không nên hành động liều lĩnh, tin bọn chúng khác gì giao mình vào mức đường cùng. Ifeanyi Jaihim bị đuổi khỏi đó, anh về lại căn nhà trước đó. Tiếng gõ cửa đột ngột lúc bình minh làm Ifeanyi Jaihim Rem giật mình tỉnh giấc, hóa ra Dutch không nơi nương tựa tìm tới. Sau cái chết của huyết tổ, Jack trở thành con bài lớn nhất, nhưng Srigoi mất kiểm soát mà đâm sầm vào cửa phòng Jack.
chúng chuẩn bị phanh thay cậu thì Kelly kịp thời xuất hiện, cũng chính vì thế cô không kìm được mình. Thomas nghe thấy tiếng động ập tức xông vào, rõ ràng giờ hắn cũng hoảng loạn. Để Srigoi chiếm ưu thế, hắn cho rằng cần phản công ngay. Thomas tập hợp một số thuộc hạ của Justin đã biến đổi, đưa bom vào người chúng để làm lây lan dịch bệnh. Những Srigoi này dễ dàng vào trung tâm chỉ huy. Lúc Facili đang thảo luận với Justin, anh cảm thấy bất thường nhưng đã quá muộn. Tiếng nổ đột ngột khiến con giun trong người Srigoi bay đầy khắp trung tâm chỉ huy, một con cũng bò lên mặt Justin. Facili vội dùng đèn từ ngoại tiêu diệt chúng. Ifeon Jaehim cũng được triệu tập tới trung tâm chỉ huy. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chỉ thấy vết bỏng trên mặt, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Điều này có vẻ bất thường, vì trước đây bạn anh ấy cũng vậy, nhưng vẫn không thể cứu được. Quyết tâm chiến đấu Justin là muốn lấy lại niềm tin của dân chúng, quyết chiến tới cùng với Srigoi. Quinlan tỉnh dậy thì bị Abraham thẩm vấn. Truyền thuyết nói Who is Le chớ là anh chết, vậy tại đến giờ anh vẫn còn sống, mi hỏi ta biết hỏi ơi. Để tìm hiểu sự thật, Quinlan tới gặp Anson. Anson nói với Quinlan thực ra con bọ đỏ kia mới là thực thể của Who is Le. Đám người này không thông báo cho Quinlan biết khiến anh nổi quá, túm cổ mắng nhiếc cải lương. Để truy tìm Srigoi, Vasily mang theo máy theo dõi cài vào hai con Srigoi, rồi theo tín hiệu tới một ngôi nhà hoang, anh phát hiện một đường hầm bí ẩn. Họ leo qua đường hầm chật hẹp thì thấy hai người đào hang, nhưng thực chất là Srigoi. Trước khi Vasily kịp phản ứng, Srigoi đã lao vào tấn công anh. Vasily dùng thanh sắt đánh bay đầu chúng, rồi theo tín hiệu tới một hầm ngầm. Nơi đây rất nhiều Srigoi, chúng túm tụ, làm ổ ở đây và lại đếm xương xương cũng phải 10.000 con. Vasily nhìn bọn chúng lúc nhúc như đàn ong vỡ tổ. Anh báo lại Justin vị trí Srigoi, để họ phát động tấn công vào đó. Ifeon Jaehim và Dutch để nghiên cứu Srigoi, họ cũng không chần chừ mà bắt một con về mổ xẻ. Truy cứu tuy Srigoi chết nhưng mạng Nuran do chúng tạo thành vẫn hoạt động. Dutch không thể chịu nổi cảnh tượng này, cô quyết định đi pha cốc cà phê cho tĩnh tâm. Lúc lò vi sóng bật lên, điều đó khiến mạng Nuran kích động mạnh, Ifeon Jaehim cuối cùng có hy vọng. Để kiểm chứng có ngăn chặn được sự liên lạc của Srigoi không, họ nhốt riêng một con Srigoi trong lòng, sau đó đặt một tô máu ngoài cửa, rồi bật lò vi sóng lên. Srigoi bị kích động mạnh bởi lò vi sóng, nó liền tìm chìa khóa mở ổ khóa. Thấy tình hình trở nên nguy hiểm hơn, Ifeon Jaehim đành phải bắn chết nó. Sự tiến hóa của Srigoi đã khiến kế hoạch của họ thất bại. Cùng lúc đó, để ngăn Quinlan lấy Axidolu một lần nữa, bây giờ Abraham chỉ xem bản sao. Quinlan nhắc thời Ai Cập, cổ đại từng có một thợ săn đã phong ấn một trong 7 huyết tổ, chấm dứt sự thống trị của quỷ, nhưng sách không nói cách phong ấn. Ông có linh cảm Axidolumen sẽ tiết lộ cách đó, và giải phóng thế giới, chắc chắn sách chứa thông tin ẩn. Tiếp đó một trang làm ông chú ý, ông chạy lên sân thượng chiếu nắng, thông tin ẩn hiện ra dưới ánh nắng. Khi đó vị thợ săn với sự giúp đỡ của hàng ngàn người đã phong ấn một huyết tổ, trong một quan tài được làm bằng bạc chi, chính vì thế hắn không thể thoát ra được. Chính Quinlan cũng không hay biết, điều này nhắc ông cách đây vài chục năm, ông từng dùng cách tương tự để phong ấn một huyết tổ, một trong những người rất mạnh trong một chiếc hộp và thả xuống dưới đáy biển. Axidolumen hoàn thành sứ mệnh. Chuyện tiếp theo không liên quan nữa. Giờ biết cách phong ấn huyết tổ cần bước tiếp theo để tìm ra huyết tổ. Abraham tìm Palmer, hai người hợp tác sau hàng chục năm thù hận, bắt tay hợp tác một lần nữa. Tại trung tâm chỉ huy, Justin lên kế hoạch tấn công hang ổ Srigoi, tù nhân sẽ là lực lượng dũng cảm mở đường. Vasily dẫn đầu đội tinh nhuệ xâm nhập ném lựu đạn bột bạc. Trong khi đó Ifeon Jaehim và Dutch V để nghiên cứu giao tiếp của Srigoi, họ bật máy nghe trên mặt đất, tiếng gầm của máy báo hiệu, trận chiến đã bắt đầu. Cảnh sát theo Vasily bị tấn công liên tục trong hành lang chật hẹp, khi ấy còn lại lẻ tẻ hai người, Vasily và một nữ cảnh sát. Đằng khác nhóm của Gas bị cảnh sát uy hiếp, bắt người phụ nữ yếu đuối đi vào hành lang một mình để do thám, dù Enzo xin thay thế nhưng bị từ chối. Không chịu nổi cách đối xử kiểu này, Gas khống chế nữ cảnh sát, tuy vậy tên cảnh sát còn lại không những không nhượng bộ còn ra tay với đồng đội của mình. Enzo bắn hạ tên vô nhân tính đó, rồi dẫn những người còn lại đi lên mặt đất, dường như đường hầm phức tạp, cộng thêm bóng tối khiến mọi người rối loạn và tuyệt vọng. Đột nhiên Srigoi xuất hiện, một số người bị kéo đi làm thức ăn, đạn cũng đã hết, không biết phải làm gì khi Srigoi tràn tới. Đột ngột tiếng súng tràn tới hạ gục bọn Srigoi, hóa ra là Vasily ngang qua cứu rỗi bọn họ. Gas nhận ra Vasily, anh hiểu Gas bị ép đi tiêu diệt Srigoi. Dù không đồng ý với cách của Justin, nhưng không còn lựa chọn nào khác, do thiếu người nên Vasily buộc mời Gas đi cùng mình. Gas nhờ Enzo đưa nữ cảnh sát thoát thân, anh cuối cùng giúp Vasily. Sau khi tìm kiếm, họ đã tới được hang ổ của Srigoi, chính là nơi này. Trời ơi, nơi này cứ như thể bữa tiệc ngủ của bọn chúng vậy. Đột nhiên Srigoi tấn công họ, trong tình thế nguy cấp, Vasily ném lựu đạn bột bạc cho tan nát từng con. Tiếng nổ đan xen tiếng hét thảm thiết của đám sinh vật. Justin khi này vừa mới ăn mừng thắng lợi thì trạm kiểm soát báo tin xấu,
Không rõ từ đâu đột nhiên xuất hiện vô số Strigoi, lực lượng được điều tới công viên trung tâm đã bị đánh bại hoàn toàn, nghĩa là phòng tuyến bên trong khu an toàn bị phá vỡ. Mặt đất tràn ngập, Strigoi và người dân chạy trốn, Vasily vẫn còn ám ảnh với vụ diệt tận ổ của Strigoi đêm qua, anh thậm chí hoài nghi liệu loài người có thể đánh bại được Strigoi không? Abraham nói với Vasily, anh không thể đánh bại quân đội, có thể tái tạo chỉ sau vài ngày, bây giờ chúng ta phải nắm chặt niềm tin mà đánh thẳng vào huyết tổ, giam cầm hắn trong quan tài bạc. Trước khi tới cửa hàng bạc, Vasily quyết định ghé thăm nhà cha mình, nhưng không ngờ nơi này cũng bị xâm chiếm. Vasily mở cửa phòng thấy mọi thứ lộn xộn, và xác cha mẹ tự kết thúc sự sống trên giường. Vasily chứng kiến sự kiện trước mắt mà không cầm được nước mắt, trước đó anh đã khuyên nhủ với ba mẹ nhưng họ không nghe. Hồi kiểm tra phát hiện họ bị nhiễm bệnh, đây thật sự là hành động nhân từ. Sau đó họ tới cửa hàng bạc, phá két sắt chứa bạc bên trong và tìm được thứ cần thiết. Bước tiếp theo là nung chảy bạc để làm vũ khí. Cùng lúc đó, Y Phi ẩn giai him để tìm tần số của huyết tổ. Anh cùng Quinlan và Dutch tới sân bay, thử lấy thông tin từ hộp đen máy bay. Trên đường đi, họ phát hiện một người cha cùng hai con gái bị cướp đang kêu cứu thảm thiết. Abraham định cứu họ thì Quinlan đã nhanh hơn bước. Anh ra tay không chần chừ, quả nhiên hành động trong âm thầm luôn hiệu quả. Ba người họ tiếp tục lên đường tới sân bay, khung cảnh hoang toàn khiến ai cũng phải sởn gai ốc, tháng trước thuộc sân bay nhộn nhịp. Cuối cùng họ tìm thấy hộp đen, nó đang nằm trong kho. Bên này tình trạng Palmer càng lúc càng suy yếu, không còn máu trắng của huyết tổ là vấn đề nhức nhối đối với ông. Giám đốc an ninh như thường lệ nộp danh sách hàng hóa cho Palmer, cùng chữ ký giả mạo của ông. Ông biết Thomas đang dần thoát khỏi sự kiểm soát. Dù sức khỏe không cho phép nhưng ông vẫn quyết tìm ra hàng hóa trên tàu là gì. Tuy nhiên khi lên tàu, ông phát hiện toàn bộ thủy đoàn đã chết, hàng hóa trong kho cũng biến mất. Palmer báo lại thông tin này cho Abraham. Đây là thỏa thuận giữa huyết tổ và Palmer trước đó. Sau khi báo thông tin này cho Abraham, Palmer cũng nhận được máu trắng từ Abraham, tiến thêm bước đến bất tử. Thôi tao không làm nữa đâu. Y Phi ẩn giai him đang kiểm tra hộp đen máy bay nhằm tìm tần số của huyết tổ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Đột nhiên tiếng hét của cơ trưởng cất lên, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Âm thanh đinh tai nhức óc khiến mọi vật rung động. Âm thanh càng lớn thì hậu quả càng tệ. May thay Y Phi ẩn giai him kịp tắt đi. Dutch hồi phục sau sự chăm sóc chu đáo của Y Phi ẩn giai him. Họ thu được tín hiệu huyết tổ, mừng quá nên bọn họ quyết định tiến công. Để tìm hiểu liệu những thuộc hạ có tham gia chiến đấu với huyết tổ, Abraham phân định chia quân, còn Quinlan đi thăm dò tin tức và sau đó đi gặp Palmer. Palmer nhờ máu trắng vì thế sức khỏe đã cải thiện hơn rất nhiều. Tinh thần sảng khoái đưa Abraham thông tin về giám đốc an ninh chuyến hàng, nói rằng an ninh biết nơi cất giữ hàng. Hai người đến nhà máy. Dưới sự hướng dẫn của an ninh, Abraham thấy nhà máy diệt mổ tàn bạo của huyết tổ thì bất bình nhưng không thể làm gì. Nhiệm vụ cấp bách phải ngăn chặn huyết tổ và hàng hóa. Nghi là của Anson, đến nơi cất giữ lại gặp Desai đang chuyển hàng, họ bất lực nhìn hắn tẩu thoát. Quay lại điểm hẹn, rõ ràng Palmer biết về nhà máy diệt người của huyết tổ, chỉ riêng Bắc Mỹ đã có hơn 100 nhà máy tương tự. Abraham muốn chém đầu Palmer ngay, kẻ đồng lõa tội ác này. Quinlan đến chỗ Anson, mặc dù Quinlan rất ghét huyết tổ, nhưng vì ngăn chặn kế hoạch ác độc của huyết tổ nên đành làm thế. Anh báo cho huyết tổ biết họ có thể đã liên minh với huyết tổ bị phong ấn ở Ai Cập để đoàn kết lực lượng. Bây giờ lựa chọn tốt nhất của các ngài là liên minh với tôi, sử dụng kế hoạch bạc và trí, liên minh phong ấn kẻ thù. Anson cân nhắc, hắn đồng ý yêu cầu của Quinlan. Đúng lúc đó, đột nhiên bên ngoài xuất hiện đám Strigoi đông đảo. Thomas đã phái người theo dõi thợ săn ban ngày của Anson. Huyết tổ qua mắt Thomas, tức giận nhìn ba huyết tổ, họ có thể thiết lập vương quốc riêng, được mọi người tôn thờ như thần linh, nhưng giờ phải trốn trong hang động, chỉ biết lẩn trốn, sự tồn tại của các ngài là sỉ nhục. Nói rồi kích hoạt bom nguyên tử, đám Strigoi cùng loạn xông tới, các huyết tổ và Quinlan, Anson buộc phải chiến đấu. Những Strigoi này trước mặt huyết tổ như chém dao cắt củ, các thợ săn ban ngày không may mắn như thế, bị đám Strigoi đánh cho tới chết. Quinlan rút kiếm cổ tham gia chiến đấu. Trong khi Thomas quay lại mặt đất ấn nút kích hoạt, mọi người không biết Quinlan đi đâu. Giờ cảnh sát rút lui để người dân hoàn toàn chịu trận. Trước sự tấn công của Strigoi, Vasily khuyên Abraham nghĩ cho lớn, chỉ cần sống sót sẽ chiến đấu lại một ngày. Abraham lại nói ông không còn ngày đó nữa, ông phải thành công ngay, hoặc là chết hoặc là hy sinh trong nỗ lực. Bên khác, Y Phi ẩn giai him để nghiên cứu tần số chống huyết tổ, họ bắt một đứa trẻ Strigoi. Sau khi giải phẫu phát hiện não và lá lách đứa trẻ Strigoi lớn hơn Strigoi bình thường. Có lẽ lần này họ sẽ thành công. Đêm xuống họ mang thiết bị lưu tần số của huyết tổ đến một khu đất trống. Khi thiết bị kích hoạt, nó phát ra âm thanh đinh tai. Những Strigoi này thật sự đều đứng yên, mặc kệ cho hai người làm gì làm. Cuối cùng họ đã thành công. Y Phi ẩn giai him báo tin tốt lành cho Abraham. Abraham cũng hoàn thành quan tài bạc, nhưng giờ thiếu Quinlan trợ giúp, khó khăn của họ sẽ tăng vọt. Quinlan quay lại trong tình trạng vừa thoát cửa tử, các huyết tổ đã chết hết.
Lúc này đoàn xe cảnh sát rời thành phố khiến Gas không tin nổi. Họ bỏ mặc người dân vô tội và chỉ lo chạy trốn. Gas và Enzo cũng phải rút lui. Trên đường thu quân, họ phát hiện một chiếc xe bọc thép đang bị Srigoi vây hãm. Enzo tốt bụng không thể bỏ mặc, Gas nghe vậy cũng đồng hành. Khi xe mở cửa, hóa ra Justin trấn thủ bên trong. Bà cô hốt hoảng khi thấy Gas đi xuống hầm để trừ khử bọn Srigoi. Sau khi trao đổi thông tin, chỉ cần qua được hàng rào phía trước là có thể đến vùng an toàn. Mọi người đi qua xe im lìm thì Srigoi lao ra từ dưới gầm xe. Dù có phản công thế nào cũng vô dụng, một cảnh sát viên bị cắn. Justin can đảm bảo vệ thành phố cũng bị nhiễm, đạn cũng đã hết. Enzo chiến đấu cạnh Gas cũng bị cắn vào chân. Enzo ở lại ngăn chặn Srigoi, muốn kéo dài thời gian cho Gas chạy khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Palmer đã có manh mối về hàng hóa. Dưới sự dẫn đường của an ninh xông vào cổng diệt lính gác, rõ ràng bọn an ninh này không tầm thường. Sau khi chiếm được nhà máy, Palmer thấy hàng hóa là một quả bom nguyên tử điều khiển từ xa. Desai bị kiểm soát truyền đạt Palmer rằng quả thứ hai đã bị Thomas lấy đi. Palmer suy nghĩ một chút đã quyết định ông sẽ quay lại nhà mình, giả vờ yếu ớt như cũ không sức sống, chờ Thomas tới hỏi tội. Trước đó còn cho đội quân phục kích sẵn. Palmer thấy Thomas mất cảnh giác, ông rút súng bắn. Thomas bị Palmer phục kích, hắn chạy ngược xuôi trên đường phố và đổ gục xuống. Hai thanh niên thấy khuôn mặt kỳ lạ của Thomas, định chém đầu làm kỷ niệm, nhưng bị lính đặc nhiệm do huyết tổ chém phát diệt chết, sau đó cứu Thomas. Palmer sau khi gặp Abraham lại bị phục kích ở bãi đỗ xe tầng hầm. Âm thanh đinh tai nhức óc làm bọn an ninh tê liệt, rồi bị huyết tổ diệt. Thông qua lính đặc nhiệm, Palmer nhận ra đó là huyết tổ, ông vẫn muốn đàm phán với huyết tổ, vì chỉ mình ông biết vị trí và mật mã bom. Ai ngờ huyết tổ trực tiếp kiểm soát Palmer, chuyển thể xác vào người ông, sự sống vĩnh cửu giờ thuộc về ngài. Sau khi Thomas được cứu thì huyết tổ đã chữa lành vết thương bằng máu của mình. Thomas đã sống lại, hắn đưa điều khiển từ xa quả bom hạt nhân cho Kelly cầm giữ, dặn Kelly chỉ tình huống nguy kịch mới được bấm nút. Tiếp theo Thomas đi tàu qua sông, đặt bom dưới tượng nữ thần tự do, biểu tượng của nước Mỹ. Abraham và Quinlan cùng mọi người theo kế hoạch tới Palmer. Quinlan kiểm tra xung quanh trong bãi đỗ xe, phát hiện xác Palmer bị bỏ lại. Abraham và Ify ẩn dai him lên tầng cao nhất của tòa nhà Palmer sinh sống. Palmer kể về Jack cho Ify ẩn dai him. Anh cũng nhận ra có điểm không đúng vì Palmer chưa hề gặp Jack. Abraham liền tấn công, tuy nhiên huyết tổ quá nhanh, họ không thể chạm vào hắn. Vasily cũng xuất hiện, anh đẩy quan tài bạc vào chiến đấu. Trong lúc giao chiến, Ify ẩn dai him không may bị thương nặng, chuẩn bị tấn công, thì âm thanh nhức óc vang lên làm huyết tổ mất khả năng tấn công. Dutch kích hoạt thiết bị kịp lúc, thấy không thắng nổi, huyết tổ quay nhưng bị Quinlan chặn đường, đấm huyết tổ lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng với sự trợ giúp của Quinlan, huyết tổ bị nhốt trong quan tài. Để thả xuống đại dương càng sớm càng tốt, họ không được chậm trễ, buộc để Ify ẩn dai him ở lại xử lý vết thương. Đúng lúc đó Kelly cùng Jack lên tầng cao xem tình hình, thấy Kelly lao tới, Ify ẩn dai him tận dụng cơ hội đâm chết Kelly. Nhìn mẹ chết khiến Jack mất trí, cậu bấm nút kích hoạt bom, tuy nhiên Ify ẩn dai him vẫn chậm một bước để cản, tìm nơi trú ẩn nhanh. Quinlan nhìn cảnh tượng tan hoang, chiếc quan tài đã mở, huyết tổ lại chạy thoát, hắn trốn thoát rồi. Ify ẩn dai him và mọi người chỉ có thể trú ẩn dưới hầm, chờ đợi cơ hội tiêu diệt huyết tổ. Bụi phóng ra trắng xóa cả bầu trời, che khuất ánh sáng ban ngày. Lúc này Srigoi ẩn nấp trong bóng tối, không còn e sợ mà ào ào kéo lên đường phố New York. Khi quả bom được kích hoạt là ngày bóng tối che phủ, chỉ vì quyết định của báo con rách khiến toàn nhân loại phơi mình trong bụi phóng xạ. Srigoi trở thành thế lực thống trị, nhân loại rơi vào địa ngục vĩnh hằng, ngày này cũng được gọi là ngày tận thế. Kể từ vụ nổ hạt nhân, các thành viên đội săn người biến đổi tản mát, trong thế giới được thống trị bởi Srigoi, họ phải trốn tránh để sinh tồn. Dù mỗi người một ngả, nhưng vẫn hướng tới mục tiêu chung, tìm kiếm phương pháp dường như bất khả thi để đánh bại huyết tổ. Để cân bằng giữa người và Srigoi, họ đã thành lập tổ chức mới mang tên The Partnership. Nếu người định kỳ hiến máu sẽ được cấp băng tay và chứng nhận, nó có thể nhận được thực phẩm từ The Partnership. Trong tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm trở thành nguồn cung cấp duy nhất. Srigoi không còn săn người, mà tới các địa điểm chỉ định để hút máu từ ngân hàng máu. Mọi thứ dường như đạt được thăng bằng. Trong khi đó Ify ẩn dai him phải trốn tránh, chạy tới Philadelphia và đổi tên là Miller để cứu chữa những người cần giúp, làm ăn giá rẻ, trao đổi bằng một chai rượu để đổi lấy một bình ga. Họ vẫn bị phát hiện Srigoi tấn công nhưng không trừ khử họ, mà đưa lên một chiếc xe tải, không ai biết họ sẽ đi đâu. Xe bất ngờ phát nổ giữa đường, Ify ẩn dai him bị văng ra ngoài, vô tình chạm trán nhóm kháng chiến mới và Enly. Trong khi đó Vasily cùng cô bạn gái mới Salot tìm kiếm các bệ phóng tên lửa, còn nguyên vẹn, nhưng bị một nhóm cướp bắt cóc. Quinlan xuất hiện kịp lúc, tiêu diệt chúng ngay lập tức, cái người biến đổi gì thế, hãy xem tôi như một con quỷ. Giờ Vasily và Quinlan có lực lượng riêng, họ lang thang 6 tháng trong hoang mạc tìm kiếm căn cứ tên lửa nhưng vô vọng, chỉ có thể sống qua ngày với ác mộng, điều này khiến Vasily sụp đổ rất nhiều.
Lúc này bên trong một sở thú, một chàng trai đang thăm dò tình hình, Jack thận trọng tìm kiếm, thì có một con hổ xuất hiện phía sau làm Jack hoảng sợ ngã nhau. Con hổ vừa áp sát gần đã ăn ngay viên kẹo đồng, nhìn xác hổ nằm trên vũng máu làm Jack bồn chồn đến khó tả. Tất cả là huyết tổ nuôi dưỡng bóng tối trong Jack, khi thời cơ chín mùi, Jack sẽ trở thành vỏ bọc hoàn hảo. Quay lại với Vasily, anh và Salot tìm thấy một cánh đồng ngô, la hét vui mừng chưa tới giây thì hai người bị bắt cóc. Vasily bị nhốt trong kho cùng người bị giam giữ khác là Roman. Vasily nói chuyện với Roman, biết Roman từng làm ở căn cứ tên lửa gần đó, và căn cứ đó vẫn hoạt động đến giờ. Với tình trạng sẵn sàng chiến đấu, Vasily vui mừng khôn xiết. Quinlan lần theo mùi và hướng Vasily mất tích, anh đã tìm ra họ. Roman từng làm ở căn cứ tên lửa gần đó, có vũ khí ở đó không? Anh ta nói có một lần nữa. Vasily rơi vào đống phân nhưng thoát ra với mùi hương hoa hồng. Quay lại 3 tháng trước, Abraham dường như mạnh mẽ nhưng sức khỏe đang suy kiệt. Dutcher Abraham đi tìm thuốc ở chỗ Gas. Ông khuyên Gas nên chờ thời cơ chín mùi, chúng tôi rất cần người chiến binh dày dạn kinh nghiệm như anh. Nhưng Gas nói với ông, tôi đã trải qua quá nhiều, bây giờ là cuộc chiến của tôi và nếu không có tôi thì ông lấy thuốc được à? Abraham chỉ có thể lấy thuốc và quay lại, trên đường về họ phát hiện, nơi ẩn náu bị Srigoi tấn công, ngôi nhà bốc cháy. Abraham lo cuốn sách Ars Idolumen bị thiêu hủy, ông bảo Dutch lấy lại cuốn sách. Dutch vừa kịp giấu sách trong đám cháy thì bị Srigoi phát hiện, gắng trốn thoát không may bị Srigoi vây quanh rồi bị đưa lên xe tải. Trên xe Dutch thấy Abraham cũng bị bắt, đến nơi khiến Abraham như quay lại thời gian ở trại tập trung, chỉ là lần này không phải phát xít mà là Srigoi. Nhìn những người phụ nữ kêu khóc, ông muốn đi giúp nhưng bị đẩy ngã xuống đất, hai người bị đưa đi hai nơi. Lúc này Dutch bị kéo về thực tại, cô bị ép ở cùng các phụ nữ có nhóm máu B2 nhốt trong trung tâm y tế. Ở đây họ trở thành máy sinh sản, liên tục thụ thai để sinh ra những đứa trẻ Srigoi. Dutch không chịu nổi việc làm máy đẻ, đối xử chẳng khác nào động vật sống nên cô quyết định trốn thoát. Dutch tìm thấy anh chàng giao hoa quả, trước đó anh ta từng cùng Dutch hành sự với điều kiện là dùng tủ lạnh đưa Dutch ra ngoài. Nhưng bạn gái cô bị sảy thai nên Dutch quyết định đưa cô ấy ra trước. Tuy nhiên cô gái không chịu được không gian chật hẹp nên đã gây sự, tiếng ồn thu hút cảnh vệ bên ngoài, kế hoạch của Dutch thất bại. Trong khi đó Gas cùng đàn em của mình tìm thấy Raoul. Sau khi diệt lính Gas Srigoi, họ vào bên trong nhà máy. Do phóng xạ không thể trồng trọt bên ngoài được nữa, nhìn những quả tươi ngon, Gas và mọi người mỉm cười hài lòng. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, người đàn ông túc trực phát hiện ra họ không thể mua chuộc được. Gas bắn ông ta. Raoul cũng phải theo Gas và chịu sự quản lý của anh ta. Diễn biến khác, Ify ẩn dai him băng bó vết thương cho người bị thương. Bất ngờ một thành viên xông vào báo, quán nhỏ của họ bị Srigoi tấn công. Điều kỳ lạ là Srigoi không hút máu người nữa, nhưng lại hút cạn máu đồng đội anh ta. Ify ẩn dai him biết huyết tổ muốn lấy ký ức của họ, để tìm ra và tiêu diệt tất cả. Mọi người vội di chuyển. Srigoi nhanh chóng tìm ra nơi này, Ify ẩn dai him cũng đã chuẩn bị sẵn bom, chờ sẵn để triệt tiêu bọn chúng. Ify ẩn dai him không đồng ý cách làm của họ. Sau khi sắp xếp cho mọi người, Ify ẩn dai him định bỏ đi một mình thì Enly lại cãi nhau với anh. Trong lúc cãi vã, một câu nói vô tình của Ify ẩn dai him khiến cô như được giác ngộ. Nếu các cậu nghĩ ra cách nhỏ độc vào xe máu kia, có thể diệt hàng ngàn Srigoi mà chúng không tìm ra được các cậu. Vasily tới căn cứ tên lửa còn nguyên vẹn, nhưng nơi này đã bị tấn công bởi Srigoi. Để ngăn bị phục kích lần nữa, Vasily ném lựu đạn bạc xuống hầm phóng vào vụ nổ lựu đạn bạc. Không nghe thấy tiếng kêu của Srigoi, chứng tỏ nơi này an toàn. Nhưng khi Quinlan tiến lại gần hầm, một phát súng bắn trúng anh ấy, Quinlan rơi xuống hầm. Vasily theo hướng dẫn của Roman, đi qua lối thoát hiểm bên cạnh đến phía sau xạ thủ bắn hắn, đầu đạn hạt nhân cũng được lấy ra. Roman mở ra thấy thiếu bộ phận lõi duy nhất có thể kích nổ. Vasily nghĩ có lẽ là do đoàn xe Srigoi vừa đi ngang đã lấy mất bộ phận lõi, họ quyết định tìm đoàn xe Srigoi đó. Jack bên này có dấu hiệu bị ăn mòn, cậu dần bị bóng tối nuốt chửng. Xu hướng tàn bạo càng lớn dần theo thời gian, điều này không thể thỏa mãn Jack. Cậu khát khao tình yêu, bắt đầu tán tỉnh người hầu gái phục vụ, không chỉ tặng cô hoa quả mà còn đưa cô đi tham quan bảo tàng. Một sự kiện khiến Jack nghĩ cô gái lừa dối cậu, Jack mù quáng nghĩ cô không có bạn trai, nhưng sự thật tàn nhẫn tạt vào mặt cậu, không nâng tình mà biến cô thành Srigoi, để cô mãi mãi ở bên. Một lần nữa Jack lại tiến gần hơn đến mục đích của huyết tổ. Phía đối diện, Ify ẩn dai him đang pha chế thuốc độc để chống lại Srigoi, bí mật theo dõi một chiếc xe máu để tạo ra một vụ tai nạn. Chờ lúc tài xế bận rộn liền tiêm thuốc độc vào bình chứa, không lâu sau, Ify ẩn dai him thấy những Srigoi đó, sau khi vào khu ăn uống đã không bao giờ ra ngoài nữa. Hai người đến khu ăn uống thấy rất nhiều Srigoi, tất cả đều chết vì ngộ độc chất độc, kế hoạch của họ thành công. Khi này huyết tổ cũng cảm nhận được điều bất thường, hắn ra lệnh Thomas tìm ra những kẻ này và tiêu diệt tất cả. Sau thành công ngộ độc Srigoi,
Ephion Zaihim phát hiện huyết tổ đang lên kế hoạch một chiến dịch bí mật lớn. Trong khi anh chuẩn bị bước tiếp theo, thì người canh gác báo có hai xe của tổ chức đồng minh. Cảm thấy không ổn, anh chàng vội kéo còi báo động, mọi người vội chuẩn bị rút lui. Không kịp nữa, Srigoi ảo ạt như thủy triều xông vào hậu trường, dù cố chống trả, nhưng không lay động bọn chúng, tất cả đều bị Srigoi cắn chết. Em trai của Ellie cũng bị cắn. Để không bị huyết tổ lấy ký ức, em trai bảo chị bắn mình nhưng cô không thể bắn. Ephion Zaihim bắn thay cô, bây giờ không phải lúc thương tiếc. Ngày càng nhiều Srigoi lao tới, họ buộc phải trốn chạy ngay. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Srigoi, để tìm ra âm mưu của huyết tổ, Ephion Zaihim quyết định điều tra theo manh mối. Đằng Gas đang dặn dò anh bạn của mình, súng chỉ là công cụ, vũ khí thực sự là tư tưởng của mình, khi cần bóp cò thì đừng do dự, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc đó một người lính bị thương nặng được đưa vào, anh ta nói với Gas, hàng hóa vận chuyển đã bị cướp, sau đó anh em không còn dấu hiệu của sự sống. Gas nhìn các anh em, quyết định điều tra dấu vết kẻ địch, phải săn bằng nơi đó trả thù. Gas nhanh chóng tìm ra hang ổ của chúng, qua hành lang chật hẹp, Gas thấy bóng dáng cảnh sát Lafayette. Gas quay lại nơi trú ẩn, anh phải lên kế hoạch kỹ lưỡng đánh bại bọn chúng, không thể nương tay. Dưới sự tấn công bất ngờ như vậy, tất cả bọn chúng đều bị tiêu diệt, Gas cũng có uy tín lớn trong lòng anh em. Enzo nhìn thấy và ghi nhớ, điều này cũng đặt nền tảng cho tình thế sau này của Gas. Diễn biến khác, Dutch bị Lisa gọi riêng vào văn phòng, muốn Dutch làm theo lời khuyên của ông, giúp ông quản lý những người mang thai, nếu không sẽ đưa cô đến nơi kinh hoàng. Để tự bảo vệ mình, Dutch chỉ biết nương tựa bản thân, cô đồng ý khi cố gắng an ủi những nạn nhân. Dutch đành đồng ý, ngay cả khi sinh nở xong nhưng bà mẹ cũng không được nhìn mặt con. Điều này khiến Dutch bất bình và tấn công Lisa và chạy trốn thoát, nhưng vô tình chạy vào nhà máy hút máu người siêu to khổng lồ. Lúc này công nhân Srigoi đang tháo rời cẩn thận bộ phận lõi, ở xa Fazili quan sát tất cả, họ lại đến muộn một bước, lõi bom hạt nhân lại bị Srigoi lấy đi, bây giờ họ không thể liều lính, vì Srigoi lại mạnh mẽ, ngay cả Quinlan cũng không thể bảo vệ tất cả, chỉ có thể bàn kế hoạch cướp lõi, cuối cùng quyết định phục kích đoàn xe, ở phía bên kia đường cao tốc, không lâu sau đoàn xe xuất hiện, Quinlan vào chế độ chiến đấu. Sau khi leo được lên thành công xe tải, bên này một Srigoi Lai cũng leo theo, do sức mạnh và tốc độ của Srigoi Lai khá mạnh. Quinlan dường như gặp khó khăn, may là Quinlan kịp nằm xuống, trước chướng ngại vật tiếp theo. Srigoi Lai bị cắt làm đôi, xe bị chặn lại, bỗng dưng một Srigoi Lai khác xuất hiện lao, về phía Vasily ném thành kiếm cổ. Một lần nữa cứu Vasily, cô cũng lấy được thành công, bộ phận lõi, bước tiếp theo là đưa bom và bộ phận đến thành phố New York. Trong khi đó Dutch bị đưa vào một tầng hầm. Khi này Dutch cảm thấy rất hạnh phúc thì bị ép tách khỏi Abraham, có lẽ giờ ông đã bị hút cạn máu, trở thành xác khô đời nào rồi. Thomas nghe xong im lặng, kẻ thù truyền kiếp gần 100 năm, nếu thực sự đã muốn tiêu chuyến. Sau đó hắn đưa Dutch tìm Desai, bảo anh tra cứu người cùng ngày bị giam, nhanh chóng tìm thấy, 4 người phù hợp thì 3 người đã chết, 1 người đang thử nghiệm tủy xương. Thomas ra lệnh giam Dutch, ngồi tới nhà máy thử nghiệm, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, gặp Abraham đang hôn mê, Thomas cũng mỉm cười hài lòng. Abraham bị ép tỉnh dậy, đối mặt với kẻ thù cũ, dựa vào niềm tin mạnh mẽ, ông chống lại quỷ dữ bằng lời nói. Thomas bắt Abraham thừa nhận một điều, con người yêu quý của ông đã thất bại, và đức tín cũng không cứu được chúa của ông. Trong phòng bên cạnh, những người chờ bị cạo đầu, Dutch cũng bị đưa tới đây. Nhìn thấy nơi này, cuối cùng Dutch không kiềm chế được, cô hét lên sự thật với mọi người. Quả như Thomas nói, không có ma nào cả. Dutch lợi dụng hỗn loạn trốn thoát, cô quyết định giải cứu Abraham. Khi gặp ông tại phòng thí nghiệm, Dutch hoàn toàn sụp đổ, Abraham chính là niềm tin của cô, chỉ cần ông còn sống là vẫn còn hy vọng. Ngay lúc đó Thomas nấp gần đó chặn họ lại, Dutch vội dùng thuốc lấy được khi trốn, đốt cháy Thomas, đưa Abraham chạy thoát. Ephion Zaihim cuối cùng cũng tìm ra kế hoạch bí mật, một trang trại nuôi người khủng khiếp. Tay là kế hoạch cuối cùng của huyết tổ, chúng ta sẽ không phải là nông dân mà là gia súc. Quinlan và Vasily đang tải, đã thế còn cướp vũ khí họ chuẩn bị đến sân bay gần đó, hy vọng có thể đổi vũ khí lấy máy bay. Nhưng khi thấy Vasily cùng Salot, Quinlan nhớ lại quá khứ đau buồn. Chính việc mình mềm lòng đã khiến vợ con bị huyết tổ diệt. Anh bảo Vasily không được để Salot đi cùng, vì sẽ ảnh hưởng quyết tâm sau này của Vasily, cũng vì sự an toàn của cô ấy. Vasily rất tức giận, sau khi nói chuyện mới biết Salot sẽ quay lại căn lều sống cuộc sống bình thường. Trong khi đó, những thành viên tách khỏi Vasily bị Thomas tấn công, biết được kế hoạch của Vasily. Dù ích kỷ đến đâu anh ta cũng không muốn vì tương lai nhân loại. Anh ta lợi dụng Thomas sơ hở, mở đài phát thanh. Vasily và Quinlan cũng nhận được thông tin, họ phải chạy nhanh đến sân bay. Roman gặp bạn chiến đấu cũ Julen, sau khi hiểu tình hình thì đồng ý yêu cầu của họ và điều một máy bay đến. Salot cũng từ biệt Vasily, dù anh không nỡ nhưng cô vẫn rời đi, đây không phải lúc tình cảm. Họ phải cất cánh trước khi Thomas tới càng sớm càng tốt.
động cơ ầm ĩ nổ, máy bay khởi động. Đúng lúc đó Thomas cũng đuổi theo, Julen dùng súng bắn tỉa ngăn chặn, nhưng anh hy sinh hỏa lực, súng chĩa về phía máy bay. Vasily sắp bị bắn hạ, tiếng súng vang lên và Thomas bị bắn trúng. Salot thực ra không rời đi mà phục kích gần đó, giúp Vasily có cơ hội thoát trước tiệt máy bay, mà hạ cánh ở sân bay hoang vắng, bỗng nhiên xe tải ập tới. Rất nhiều Srigoi tấn công họ, mọi người lập tức nổ súng. Một Srigoi lao tới, hết đạn Quinlan bị hạ gục, thấy Quinlan sắp bị diệt, Vasily nổ súng may mắn cứu được Quinlan. Sau đó họ trốn trong xe Srigoi, phát hiện rất nhiều vũ khí. Vasily vui mừng khôn xiết, đây là món quà tuyệt vời nhất trước Giáng sinh. Lúc này huyết tổ xuất hiện, một Srigoi còn sống khi thấy Quinlan. Quinlan cảnh báo huyết tổ, chúng tôi đến đây, chúng tôi sẽ tìm anh. Trong khi đó Thomas báo cáo thất bại, chặn đứng bom hạt nhân. Huyết tổ tức giận nhưng vẫn không thể xuống tay với trợ thủ thân tín. Huyết tổ cho cơ hội sửa sai là tìm Quinlan và ngăn chặn bom hạt nhân. Trong khi đó Dutch và Abraham đã thoát được, họ cũng tìm lại được cuốn Axe Idolumen từng giấu. Khi này sức khỏe của Abraham đã yếu đi rất nhiều so với lúc trước, sau khi về căn phòng không còn nhiều thời gian. Tìm ra mối liên hệ giữa các hình vẽ trên tường, các hình vẽ dần mơ hồ đi trong mắt ông và sau đó, Abraham bị ngất nằm trên sàn đất. Ngay lúc đó Ify ẩn dai him tình cờ tìm thấy Dutch và biết tất cả những gì Abraham trải qua. Việc cấp bách là cứu ông ngay lập tức và người duy nhất có thuốc chỉ có Gas. Họ tới gặp Gas, anh đưa thuốc cần thiết nhưng vì thế mà xảy ra mâu thuẫn với Graham. Gas cùng Ify ẩn dai him tới Abraham nhưng họ không biết Graham đi theo sau họ. Sau khi tỉnh giấc, điều đầu tiên Abraham nói với Gas là người muốn sống sót, trước hết phải giữ im lặng rồi tìm kiếm ân nhân, cuối cùng dẫn tới hợp tác với quỷ dữ. Câu nói in sâu trong Gas khiến anh phải nghi ngờ, liệu cách cư xử của mình có đúng không? Cùng lúc đó Vasily tới trạm kiểm soát, Quinlan dùng hình dạng Srigoi để nhân viên hạ cảnh giác. Khi sắp được thông qua, nhân viên bỗng nhận được báo động an ninh khẩn cấp, trên đó là ảnh của họ. Vasily biết mình bị lộ, anh chủ động tấn công trước, tiêu diệt nhân viên và vượt qua. Trong khi đó để ngăn Vasily, Huit lấy ra lệnh phá hủy tất cả cầu, chặn toàn bộ lối vào. Điều này nằm ngoài dự tính của Vasily. Trong khi đó Graham kẻ bán thông tin cho Huitler cũng trở thành mồi của hắn. Huitler muốn có được cả ký ức Graham để dễ dàng đối phó với bọn người Ifian Zahim. Không lâu sau Thomas tìm thấy Abraham. Ania chất trước mặt ông khiến ông đau đớn và phẫn nộ vô cùng, nhưng vô dụng. Ở tình trạng này, ông không thể làm gì kẻ thù. Thomas trêu chọc ông. Ngay lúc đó Gas xông vào cùng anh em cứu Abraham. Ông thoát nạn, Gas cuối cùng đã tỉnh ngộ và quyết tâm tham gia nhóm săn quỷ. Sau khi đưa Abraham đi an toàn, Gas quay lại truy đuổi quỷ dữ. Anh và người anh tốt Enzo đã hy sinh nhưng với thân hình linh hoạt của Thomas, Gas luôn ở thế bị động. Anh họ Raun của anh cũng bị Thomas trừ khử, bản thân anh cũng bị Graham biến đổi cầm chân. Gas sắp bị Thomas cắn vào cổ thì một thanh kiếm xuyên thủng tim Thomas, cứu vật vật trả ơn. Thomas quay lại nhấc Abraham lên cao, dưới tiếng gào thét của Gas. Thomas cắn ông nhưng Thomas không biết rằng Abraham nguyệt tử. Abraham đã uống quá thuốc liều, khi Thomas nhận ra đã quá muộn, Abraham cầm thanh kiếm bạc trăm năm, trong bản thánh ca bạc thiêng, nhìn cảnh Thomas sặc sụa máu trắng. Ông Thomas, tên tôi là Abraham Sechakion, anh nên biết tôi không còn là tên tù nhân nữa. Bản thánh ca ngân vang là bản thiên kim ca, vùng lưới kiếm bạc diệt chỉ ánh lên chém lìa thủ cấp của Thomas. Huyết tổ chứng kiến cảnh này cũng gào thét lên, thời gian của Abraham đang cạn dần, ông muốn kịp chuyển lại hết những gì mình biết cho nhóm thợ săn trước khi biến đổi. Diễn biến khác, Vasily và Quinlan đổ bộ thành công bằng một chiếc thuyền. Sau khi giải quyết lính tuần tra, Vasily hồ hởi muốn chia sẻ tin vui với ông. Cho đến khi anh thấy tình trạng của ông, Vasily chìm vào im lặng, anh không ngờ ác mộng đeo bám anh bấy lâu lại trở thành sự thật. Abraham run rẩy tiết lộ sự thật về Axe Idolumen. Sức mạnh của huyết tổ là do con người cung cấp, chỉ cần cắt đứt liên kết, sức mạnh của hắn sẽ suy yếu. Tuy phải có sự hy sinh tương ứng, tiếng u trong đầu báo hiệu ông sắp biến đổi, được mọi người đỡ. Ông giao kiếm cho Quinlan, Abraham thà chết còn hơn biến thành nô lệ. Nhà lãnh đạo tinh thần Abraham đã ra đi, cái chết của ông khiến nhóm thợ săn đau buồn. Nhưng nỗi đau sẽ biến thành phản công mạnh mẽ hơn, họ sẽ mang theo nỗi đau này để hoàn thành ước nguyện của ông, chôn vùi huyết tổ mãi mãi trong bóng tối. Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ, họ quyết định bắt đi sai kẻ phản bội loài người. Rất nhanh Quinlan dùng hình dáng Srigoi lừa được bảo vệ, xâm nhập tổ chức đồng minh. Vasily và Dutch có nhiệm vụ tìm kiếm đi sai, hắn không những thế còn bắt cóc hai phụ nữ trong trại máy để làm con tin. Thấy bế tắc kéo dài, đi sai tức giận định diệt phụ nữ, nhưng tay cận vệ lại ngăn lại vì lương tâm không cho phép, cũng vì thế mà anh ta chết dưới tay đi sai, hắn cũng thành công trốn thoát. Quinlan và Gas tới nhà máy hút máu người hàng loạt, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng họ vẫn bị sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt, hai người không do dự liền tấn công.
Srigoi nhanh chóng bị Quinlan tiêu diệt, họ giải cứu những người bị giam giữ. Một Srigoi dắt theo một Srigoi Lai xuất hiện sau lưng họ, Quinlan lập tức chặt đứt chân Srigoi Lai nhưng hắn vẫn tấn công, đè Quinlan với ý định hút máu. Gas kịp bắn giải thoát cho Quinlan, anh tóm lấy Srigoi Lai rồi treo hắn lên móc thịt, tạm thời khống chế được. Cuối cùng họ bắt được tay sai tàn ác của Huitle. Sau cái chết của Thomas khiến Huitle vô cùng hoảng loạn, hắn quyết định giao nhiệm vụ đặc biệt cho Jack. Con trai ở bên Huitle 9 tháng bỗng dưng xuất hiện khiến Ifian Jaehim và nhóm thợ săn nảy sinh nghi ngờ. Jack bị giam riêng một phòng, nhìn đứa con trước mặt khiến lòng Ifian Jaehim đầy tự trách và cảnh giác. Jack cũng nói với cha rằng mình đến vì Huitle muốn cậu tìm ra vị trí của họ, quả bom hạt nhân đe dọa rồi nói cho cha biết nơi ẩn náu của Huitle. Tên phản bội bị bắt lúc đó vẫn tự hào khoe khoang kế hoạch hòa bình của Huitle mà không hề xấu hổ. Quinlan bắt vợ của Quinlan bắt vợ của Desai mới khiến hắn tiết lộ vị trí của Huitle. Sau khi so sánh với lời Jack, họ xác nhận không sai. Để duy trì mối quan hệ gần gũi, hòa hợp với con, Ifian Jaehim đưa Jack ra ban công nói chuyện. Dù sao thằng con cũng đã trưởng thành, anh đưa Jack lon bia uống cho dễ thể lộ tâm tình. Nhưng khi mở nắp lon, Jack vô tình bị đứt tay, máu nhỏ giọt xuống ban công. Ifian Jaehim cũng nhận ra sự bất thường ở Jack, quái lạ có đứa nào giặt dẹo tới nổi bật nắp nước bị đứt tay. Bị vạch trần nên Jack cũng không che giấu nữa, những đứa trẻ Srigoi có thể ngửi mùi máu từ khoảng cách xa. Huitle nói tôi có thể quyết định số phận của anh, vì vậy hãy nói với tôi vị trí quả bom hạt nhân, rồi tôi sẽ tha mạng cho anh. Ifian Jaehim giận dữ rút súng chĩa vào Jack, nhưng cho dù thế nào anh cũng không thể ra tay với đứa con. Ifian Jaehim thất vọng quay vào trong khóa cửa. Ifian Jaehim thông báo tình huống cho mọi người, nhóm lập tức di chuyển. Quinlan quyết định kiểm tra tòa nhà Empire, cho dù đó là bẫy cũng không thể bỏ lỡ cơ hội vô hiệu hóa Huitle. Sau khi tạm biệt từng thành viên, Quinlan một mình bước đi trên đường phố New York. Huitle nhận được tín hiệu của Jack đã lập tức đến, tên khốn Desai và vợ cũng chết dưới tay Huitle. Đến tầng cao nhất của tòa nhà Empire, Quinlan nhận ra đây là bẫy. Anh bảo Vasily nhanh chóng đưa bom đi rồi chém đầu nữ hầu, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Rất nhiều Srigoi tràn ra đường phố lao về phía họ, Gas quyết định ở lại giữ chân, để Ifian Jaehim và Vasily đưa bom đến nơi an toàn. Trận chiến sắp bùng nổ, Srigoi điên cuồng xông lên, ngọn lửa súng máy cũng vô dụng, anh em của Gas bị cắn. Để che chắn cho Gas, anh ấy lao vào vòng vây Srigoi với lựu đạn, sau một tiếng nổ, xác Srigoi văng khắp nơi. Ngay lúc đó xuất hiện thêm nhiều Srigoi phía sau, Gas chỉ có thể rút lui bảo toàn mạng. Huyết tổ vì muốn tìm ra nơi ẩn náu của nhóm thợ săn, nên đã đánh thức tất cả Srigoi trong thành phố. Sau khi diệt sạch người dân thành phố, huyết tổ có thể nghe thấy nhịp tim của nhóm thợ săn. Bên này Vasily dẫn nhóm đến nhà máy nước ngầm lớn nhất thành phố, công trình 50 năm hoàn thành buộc dừng hoạt động vì sự xuất hiện của ma cà rồng. Họ cũng không quên cung cấp nơi trú ẩn tốt nhất. Nhìn không gian ngầm rộng lớn, Quinlan nảy ra một kế hoạch, Gas dẫn Roman và anh em ẩn náu trong một ngôi nhà, ban đầu định rút lui vào lúc bình minh, nhưng lại phát hiện người anh em duy nhất đã bị nhiễm trong trận chiến. Để tránh thu hút Srigoi, anh dùng gối diệt anh mình. Căng thẳng kéo dài bất lực, anh không chịu đựng thêm được nữa, Gas hoàn toàn phát điên, anh quyết ra ngoài ngay bây giờ, chỉ cần diệt thêm Srigoi nữa đã báo thù cho anh em. Họ lái xe đâm ầm ầm, xuyên qua mọi chướng ngại vật, cuối cùng đến được nhà máy cặp nhóm. Quinlan nói kế hoạch với Vasily, lúc đó Quinlan sẽ nhử huyết tổ xuống lòng đất, rồi Vasily kích nổ bom, tuy nhiên Vasily sẽ phải hy sinh. Vasily nói chỉ cần đánh bại huyết tổ, cứu người phụ nữ anh yêu và thành phố, anh sẵn sàng hy sinh tính mạng. Dutch biết chuyện thì ngăn cản Vasily đừng làm vậy. Vasily đã quyết, anh muốn bên Dutch đến phút cuối nhưng vì tương lai tốt đẹp hơn của cô ấy, anh phải làm điều này. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Vasily và Ifian Jaehim cố ý thu hút Srigoi. Sau khi biết địa điểm mục tiêu, huyết tổ lập tức chuẩn bị đem quân đến. Jack cũng theo sau cầm súng, chuẩn bị hạ sát cha mình. Được tiên phong Srigoi đến nhà máy, nhóm chiến đấu dần lùi theo kế hoạch, nhiều Srigoi xâm nhập nhà máy. Vasily lấy ra quả lựu đạn bạc cuối cùng của Ifian Jaehim, mang theo cơn thịnh nộ của anh mà phát nổ giữa đám Srigoi. Huyết tổ lại kích hoạt âm thanh yên lặng, âm thanh ù ù lớn gieo rắc hỗn loạn trong đầu các thành viên. Ngay lúc nguy cấp, Quinlan lao tới tấn công huyết tổ, đẩy cả Jack vào thang máy, tấm kim loại bạc làm bỏng da huyết tổ. Vasily và Dutch nhân cơ hội cắt dây thang máy kéo xuống sâu dưới lòng đất. Ifian Jaehim, sau khi suy nghĩ quyết định thay Vasily bước vào thang máy cuối cùng, rồi rơi xuống theo, lực đệm mạnh khiến Ifian Jaehim bất tỉnh. Lúc này Quinlan và huyết tổ đánh nhau kịch liệt bên dưới, anh có vẻ đánh giá thấp huyết tổ, liên tục bị huyết tổ bón hành ngậm mồm. Quinlan nắm bắt cơ hội, xé toạc cổ huyết tổ, bởi lực xô khiến anh ngã xuống đất, gắng gượng dậy vài lần nhưng thất bại, cuối cùng bỏ mạng dưới chân huyết tổ. Lúc này Ifian Jaehim tỉnh dậy, anh trên đường kích hoạt bom thì bị Jack chĩa súng cản lại.
Huyết tổ liên tục xúi Jack bắn chết Ifeon Jaehim, nhưng Jack không làm được, cậu bé nhìn huyết tổ cuối cùng lại chĩa súng về phía hắn. Huyết tổ nhanh chóng khống chế Jack, Ifeon Jaehim liều mạng xông tới cứu Jack, cũng vì thế mà trở thành vật chủ mới của huyết tổ. Srigoi dưới đất đột nhiên đứng yên, buộc diệt huyết tổ hoặc là chết, hoặc là đã chuyển vật chủ, họ phải thoát ra nhanh chóng. Trong khoảng thời gian hiệu lực, Ifeon Jaehim cũng dần tỉnh lại, Jack đỡ cha đến trước quả bom, dùng ý thức còn lại kích hoạt bom. Nhưng chưa kịp hoàn tất thì huyết tổ chiếm hữu hoàn toàn tâm trí. Jack nhìn cha trước mặt, dõi theo trong lòng khó xử đến lạ, cậu cảm thấy có lỗi với người cha đáng quý này. Jack xông vào lòng Ifeon Jaehim, nói ra điều mình dằn vặt lưu trữ khá lâu. Con yêu ba, ba ạ, tiếng nổ long trời lở đất khiến mặt đất rung chuyển. Các tòa nhà liên tục sụp đổ, huyết tổ bị chôn vùi trong bóng tối vĩnh cửu. Sau khi mất sự kiểm soát của huyết tổ, Srigoi trở thành những sinh vật vô tri. Nhiều năm sau đó, trái đất và bầu khí quyển dần ổn định. Dịch bệnh ma cà rồng được chính phủ đánh thành trọng điểm, nghiên cứu lấy Vaccine. Roman trở thành ông trùm bất động sản lớn nhất New York, nỗ lực phục hồi nền kinh tế của thành phố. Gas quay trở lại nông thôn, giúp vô số người tị nạn tái thiết nhà cửa, anh vẫn hy vọng gặp lại con gái Angel. Vasily một lần nữa trở thành thợ diệt chuột. Nhìn thành phố dần hồi sinh, anh mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên mọi người không rõ vị cao nhân nào đã giải cứu thế giới, mặc dù không được ghi nhận và tấm gương bị phai nhạt, nhưng họ không vì nó mà phiền lòng. Ít ra quỹ đạo cũng trở về. Trên là nội dung The Strain. Nếu các bạn thấy hay đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video sớm nhất. Cảm ơn các bạn.